Chương 542, điên cuồng thắng liên tiếp một. Lão tử không tin, thằng này sẽ không có nửa điểm sơ hở. Hơn nữa, vì cái gì mỗi lần đều phải đợi hắn ra chiêu? Vì sao ta không thể đánh phủ đầu? Thành chân phảng phất như nhận được vô số linh cảm. Đúng vậy a, à, vì sao không đánh phủ đầu? Hắn cảm thấy, những người kia thật là ngu ngốc, biết rõ một chiêu này khó phá, vì cái gì không chủ động công kích. Giang Trần đứng ở trên lôi đài, giống như cười mà không phải cười nhìn thành chân, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp lúc này mới bao lâu đã ở trên lôi đài đối kháng rồi ngươi cười cái gì thành chân bị giang trần cười chọc giận một đệ tử thế tục ở trước mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy ở hắn xem ra cái này là coi rẻ cùng khiêu khích cái tạo hóa này đích thật là kỳ diệu bên trong tối tăm chắc chắn sẽ có một ít an bài kỳ diệu thành chân đúng không nếu như ta nhớ không lầm mới vừa rồi ngươi nói muốn dạy ta làm người như thế nào còn tuyên bố ta không nên rút thăm chúng ngươi, bằng không thì ngươi nhất định sẽ đánh cho ta ngay cả năng lực xuống đài cũng không có. Sắc mặt thành chân tái nhợt, ngưng thanh nói, ngươi đắc ý cái gì? Thắng mấy tiểu nhân vật mà thôi, liền thực cho rằng huyền linh khu này, đã không có đối thủ sao? Giang Trần cười ha ha, ngươi nói đúng, ta thật sự rất đắc ý. Bất quá, lại không phải vì thắng liên tiếp mà đắc ý, mà vì ta rốt cục đợi đến lúc có một cơ hội danh chính ngôn thuận đánh ngươi rồi. Cuồng vọng, thành chân giận dữ, mở miệng chế nhạo từ đầu tới đuôi chỉ biết một chiêu như vậy ngươi không mất mặt ta cũng thay ngươi cảm thấy mất mặt có bản lĩnh ngươi đổi một chiêu thử xem ngươi không xứng giang trần nhàn nhạt lắc đầu thành chân cũng không phải người không có lòng dạ nhưng thái độ của giang trần cuồng ngạo như vậy vẫn khiến hắn huyết khí sông lên độ quát một tiếng hai đấm đột nhiên quán chú lực lượng thân thể bạo lên hét lớn một tiếng tiểu tử cuồng vọng chết đi thành chân vậy mà chủ động xuất thủ một đệ tử tông môn võ giả giáp đẳng huyền linh khu vậy mà chủ động ra tay hơn nữa là đánh lén người đang xem cuộc chiến phía dưới nhất là đệ tử tử dương tông cả đám đều cảm giác mặt đỏ tới mang tai vô cùng chuột dạ đệ tử tông môn rất cần mặt mũi a thế nhưng mà thành chân cử động như vậy hiển nhiên là vì thủ thắng ngay cả mặt mũi cũng buông xuống cái này nếu thắng còn tốt nếu thua sau này thành chân phải đeo mặt nạ làm người rồi hai đấm của thành chân bạo kích liên tục oanh kích từng đạo quyền cương thảm thiết ngưng tụ thành khí lưu cường đại, như mạn thiên phi vũ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không, vậy mà đều là quyền ảnh. Cái này, đây là nhật miện thần chiếu quyền. Chật chật, không hồ là đệ tử tử Dương Tông, vũ kỹ truyền thừa đích thật là nhất tuyệt. Nhật miện thần chiếu quyền, quyền như mặt trời, hư không thần chiếu, thôn vệ hết thảy, vô kiên bất tồi. Thành chân giữ tợn cười một tiếng, quyền cương tăng vọt, trong ngàn vạn quyền ảnh, ngưng tụ thành một đạo quyền cương phá hủy hết thảy, lao thân về phía trước, oanh tới sườn của Giang Trần. Quần dương thần chiếu, quyền phá vạn pháp. Thành chân ở trên môn vũ kỹ này, chìm đắm 10 năm thời gian, đã sớm tu luyện đến tiếp cận viên mãn, giờ phút này toàn lực thi triển, còn hơn ngày thường phát huy vài phần. Giang Trần lạnh lùng cười cười, không thể không nói, thành chân này đánh lén, để cho hắn hơi có chút ngoài. Ý muốn, bất quá, cũng chỉ là ngoài ý muốn nếu như lúc bình thường đối kháng có lẽ giang trần sẽ xê dịch một phen tránh đi mũi nhọn sau đó lại công kích thành chân nhưng mà trước kia thành chân này cuồng vọng như vậy ở trước mặt nhiều người khiêu khích hắn dẫm hắn mặc dù giang trần không phải người có thủ tất báo nhưng không dung người khiêu khích mình như vậy ở trước mặt mình hung hăng càn quấy cho nên giang trần nhìn cũng không nhìn vận khí toàn thân thúc giục hộ giáp vậy mà đón quyền cương lao lên quyền chủ động bị thành chân nắm giữ nếu như giang trần xê dịch né tránh hoặc là triệt tiêu quyền cương công kích, đều khó có khả năng một chiêu chiến thắng. Mà Giang Trần, truy cầu lại là một chiêu chiến thắng. Có lẽ, đối với người khác hắn có thể buông tha cho nguyên tắc này. Nhưng mà chống lại thành chân, một chiêu bại địch, mới là phản kích tốt nhất, nhục nhã lớn nhất. Cho nên, hắn quyết định, ngạnh kháng nhật miệng thần chiếu quyền công kích, cũng phải một chiêu oanh thành chân xuống dưới. Trong quyền cương giống như cuồng phong bạo vũ kia, tất cả mọi người hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Thân hình của Giang Trần, vậy mà như xuyên hoa hổ điệp ở trong quyền cương cuồng bạo hình thành dòng nước xiết ngược dòng mà lên phanh 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 vô số quyền cương đập chúng giang trần đồng thời cánh tay giang trần khẽ nhấc đại thủ ấn ấn những đã lâu ầm ầm đập tới ngực thành chân thành chân thấy giang trần nghịch lấy quyền cương của mình mà lên như vậy trong nội tâm mừng thầm tiểu tử này không né tránh quyền cương của ta cái này là tiết tấu muốn chết a à. cho nên trong nội tâm thành chân mừng thầm đồng thời đã chuẩn bị thưởng thức thảm trạng cốt cách đứt gãy, ngũ tạng nghiền nát, thổ huyết mà chết của Giang Trần. Thế nhưng mà, một màn để cho hắn chờ mong, lại không có phát sinh. Mà trước mắt một đạo hư ảnh nhoáng một cái, đại thủ ấn của Giang Trần đã áp đến trước ngực. Làm sao có thể, trong đầu thành chân hiện lên vẻ tuyệt vọng, sau một khắc, ở giữa ngực, chỉ nghe từng tiếng đứt gãy thanh thúy. Xương cốt thân thể, phẳng phất như đứt gãy hết, cuồng phun máu tươi, cả người bay xuống dưới đài thanh âm gãy xương kia, nghe mà đám võ giả lạnh mình. Tuy bị thương không phải mình, thế nhưng mà bọn hắn đều biết rõ, thanh âm đứt gãy như vậy, chỉ sợ thành chân này đã triệt để phế đi. Phanh, thành chân rơi xuống đất, ngã thất điên bát đảo, tóe lên vô số bụi đất. Ca, vẻ mặt thành lan sợ hãi chạy tới. Thành chân bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn, hấp hối, ngay cả lực lượng đáp lại một tiếng cũng không có. Tất cả võ giả đang xem cuộc chiến, trong lòng đều lạnh cả người, trên lưng đổ mồ hôi lạnh nhìn giang trần trên lôi đài trong ánh mắt cả đám lại tràn đầy kiêng kỵ võ giả thế tục này thật đúng là chịu thiệt không qua đêm a à. trước kia thành chân tuyên bố muốn đánh hắn hạ lôi đài không được nhìn thương thế kia của thành chân không phải là chiếu theo thành chân nói mà làm sao bất quá mọi người kiêng kỵ lại không có đồng tình gì đệ tử tử dương tông vốn không làm người khác ưa thích thế nào hơn nữa thành chân ở huyền linh khu cũng coi như là một kình địch hắn bị thương nặng ngược lại chưa chắc là chuyện xấu có ít người còn nghĩ, tốt nhất là thành chân này chết đi, thiếu một đối thủ cạnh tranh, mà võ giả thế tục này, sẽ bị đệ tử tử dương tông mạnh hơn khác ghi hận, lẫn nhau đấu cái lưỡng bại câu thương. Đan Phi véo nhẹ đôi bàn tay trắng, như phấn, âm thầm ủng hộ. Lúc này đây, nàng ngược lại rất khắc chế. Dù sao người này bị đánh máu chảy lênh láng, nếu vỗ tay, không khỏi quá mức trướng mắt. mươi 543, điên cuồng thắng liên tiếp 2. Lại là một chiêu, những võ giả dưới đài kia, cho dù là giáp đẳng võ giả, giờ phút này cũng không thể coi thường Giang Trần, bắt đầu suy tư đối sách. Một chiêu thủ ấn công kích kia, chẳng lẽ thật sự không có cách nào phá sao? Đáng sợ nhất chính là, vừa rồi thành chân công kích, quyền cương rõ ràng đã đánh tới trên thân người này, vì sao hắn lông tóc không tổn hao gì, còn có thể cho thành chân một kích chí mạng? Loại loại băn khoăn nan giải, làm cho võ giả phía dưới, trong lòng cả đám tựa như đè ép một tảng đá lớn, cực kỳ áp lực. Mặc dù là những võ giả giáp đẳng cao cấp nhất kia, trong nội tâm cũng không khỏi liệt Giang Trần vào đối thủ cạnh tranh cường đại nhất, thắng liền sáu chàng, nhiều lần đều là một chiêu bại địch. Loại khí thế này, thủ đoạn như vậy, đã không phải hai chữ yêu nghiệt có thể hình dung. Vô luận trong nội tâm bọn hắn suy diễn như thế nào, lại phát hiện một chiêu thanh minh sinh tử ấn bình thường này, đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là nan đề khó giải. Tiếp tục khiêu chiến sao? Tiếp tục. Giang Trần chiến liền sáu chàng, nhưng một chút cũng không phiền lụy. Sáu chiến này hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng mỗi một lần đều một quyền bại địch cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao quyền cưng kia của thành chân rất lợi hại bất quá chỉ là một kích của tiên cảnh tứ trọng ở trước mặt lân giáp của chu lân hỏa tích phòng ngự căn bản không cấu thành được tổn thương gì chỉ làm cho hô hấp của giang trần thoảng chỉ hoãn mà thôi bất quá giang trần lại biết lúc này đây đích thật là lân giáp của chu lân hỏa tích hiện ra tác dụng bảo hộ nếu không hắn rất khó làm đến một quyền oanh thành chân xuống dưới Lần thứ bảy khiêu chiến, Giang Trần lại không hề lo lắng oanh bay một đối thủ. Lần thứ tám, cục diện vẫn như vậy, không có gợn sóng gì. Kể từ đó, huyền linh khu xuất hiện một hiện tượng hiếm thấy, 99 bách chiến đài khác, thoáng cái trở nên không người chú ý. Cơ hồ mọi ánh mắt, đều ngừng ở chỗ Giang Trần, đều bị nơi đây hấp dẫn tới. Tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng thằng này, lúc nào mới có thể đình chỉ khiêu chiến. Huyền linh khu này, đến cùng có người ngăn được hắn hay không? lần thứ 9, lần thứ 10, như trước nghiền áp. Một canh giờ đi qua, Giang Trần đã lấy được 10 thắng liên tiếp, hơn nữa, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này đây, ngay cả Phương Đại Nhân cũng bị kinh động. 10 thắng liên tiếp, không tính kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà, 10 thắng liên tiếp đều là một chiêu bại địch, hơn nữa chiêu thức không đổi. Cái này chính là một hiện tượng không thể không khiến người chú mục rồi. Bọn hắn đều hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, đến cùng có vũ kỹ khác hay không? hay nói thật sự chỉ là một chiêu tiên ăn lượt thiên sao còn nói có vũ kỹ khác nhưng mà những đối thủ này còn chưa đủ để hắn sử dụng vũ kỹ khác sao mà theo thời gian xâm nhập đan phi cũng bị rút chúng bắt đầu thi đấu khiêu chiến của nàng bất quá đan phi hiển nhiên không có yêu nghiệt như giang trần sau khi lấy được tam thắng liền cảm thấy có chút bất lực lúc đối mặt một võ giả giáp đẳng đan phi nỗ lực quần nhau đến thời gian chấm dứt dùng cục diện ở hoàn cảnh xấu bị nốc ao đi bởi vậy thành tích khiêu chiến của nàng là 3 thắng 1 thua. Mà lúc này, Giang Trần nghiền áp vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa đã đến 18 thắng liên tiếp rồi. Xem điệu bộ kia, tự hồ còn không có ý tứ đình chỉ. Phương Đại Nhân cũng thầm giật. Mình, quán quân thế tục này, lại có thiên phú võ đạo như thế. Đáng tiếc người trẻ tuổi cuối cùng quá mức xuất sắc, không hiểu tiến thối chi đạo. Bất quá, kẻ này xuất hiện, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Những tông môn đệ tử kia, kiêu căng chi khí quá thịnh, có người ma luyện thoáng một phát, cũng là chuyện tốt võ giả thế tục này cho bọn hắn một bài học để bọn hắn biết rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên cũng không phải một chiêu bài đệ tử tông môn liền có thể ăn khắp thiên hạ kỳ thật phương đại nhân đối với những kiêu căng chi khí trên người đệ tử tông môn kia cũng rất không thích cho nên giang trần cường thế hắn rất thưởng thức thậm chí ủng hộ chỉ có điều xuất phát từ tâm lý thương tài hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi bộc lộ tài năng như thế chưa chắc là chuyện tốt chỉ là hắn không biết giang trần tất nhiên không hiểu Giang Trần như thế, là có tiền vốn của hắn. 19 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, đồng dạng rất nhẹ nhàng. Bởi như vậy, những võ giả phía dưới kia, nguyên một đám càng thêm đè nén. Bọn hắn ở trên người Giang Trần, cơ hồ nhìn không tới bất luận sơ hở gì. Như vậy xuống dưới, huyền linh khu bách chiến khảo hạch, còn có lo lắng sao? Đệ nhất danh, không phải sớm bị võ giả thế tục kia thu. Nếu như nói trước kia, đệ tử tông môn còn có nhiều lời không phục, như vậy giờ phút này trong nội tâm bọn hắn còn lại chỉ có cầu nguyện cầu nguyện trong danh sách khiêu chiến của thằng này không có tên của mình căn cứ quy tắc người đang khiêu chiến là sẽ không bị người khiêu chiến khác rút ra cho nên trông cậy vào hắn bị người rút chúng ly khai khiêu chiến đài kia là không thực tế thằng này có phải biết yêu pháp gì hay không ta cũng không tin thanh minh sinh tử ấn có thể lợi hại như vậy ai cũng ngăn cản không được ta cũng hoài nghi thế nhưng mà coi như là yêu pháp thì như thế nào lôi đài thi đấu, người thắng làm vua A. À. Không thể không nói, thế giới võ đạo là kỳ diệu như vậy. Mới đầu, Giang Trần đại biểu võ giả thế tục, xuất hiện ở huyền linh khu, tao ngộ cơ hồ đều là bạch nhãn, đều là coi rẻ cùng địch ý. Thế nhưng mà, theo hắn thắng liên tiếp 20 trận, vậy mà bất chi bất giác, rất nhiều đệ tử tông môn ngược lại thành người ủng hộ của hắn rồi. Cường giả vi tôn, thế giới võ đạo, vẫn còn nhờ thực lực thắng được tôn trọng. Trước kia tên đệ tử Lưu Vân Tông thứ ba bị Giang Trần khiêu chiến, cười hắc hắc nói đối lập đến đối lập đi tựa hồ vẫn là ta biểu hiện tốt nhất a à. ít nhất trong tay yêu nghiệt này ta còn có thể toàn thân trở ra thằng này chẳng biết xấu hổ tự biên tự diễn người chung quanh một hồi tức như điên người nào không biết ngươi là kẻ may mắn người ta căn bản không dùng lực đánh ngươi cái gọi là toàn thân trở ra đơn giản là bởi vì sau khi đi lên ra vẻ đáng thương đúng chỗ cho nên người ta mới không dùng lực đánh ngươi bất quá loại lời này đều là ở trong lòng nghĩ ai cũng sẽ không nói ra. Ngay khi tất cả võ giả chờ đợi lo lắng, suy đoán yêu nghiệt thế tục này rốt cuộc muốn khiêu chiến bao nhiêu trận, nhưng Giang Trần ở sau khi lấy được 25 thắng liên tiếp, đã chủ động ngừng. Cũng không phải Giang Trần kiệt lực, hoặc là chống đỡ không nổi, mà là hắn cảm thấy, khảo hạch này có 3 tháng, thoáng cái làm sạch tất cả đối thủ, tiếp đó không khỏi quá mức nhàm chán. Cho nên, thấy tốt thì lấy. Sau khi lấy được 25 thắng liên tiếp, Giang Trần Đình chỉ tiếp tục khiêu chiến. And... N. Chương 544, yêu nghiệt 25 thắng liên tiếp. Hắn vừa dừng lại, làm cho tất cả võ giả thở dài một hơi. Ít nhất, hôm nay giày vò là qua rồi. Căn cứ quy tắc, chỉ cần đình chỉ khiêu chiến, như vậy hôm nay hắn sẽ không có cơ hội khiêu chiến lần nữa, chỉ có thể chờ bị người khiêu chiến. Nhìn thấy Giang Trần đi xuống lôi đài, trong lòng Đan Phi cảm thấy rất kiêu ngạo. Cái gì là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài, cùng Giang Trần so sánh, những cái gọi là thiên tài tông môn kia hoàn toàn là một đám nhu nhược ngoài mạnh trong yếu trước khi giang trần phát uy nguyên một đám không coi ai ra gì cảm thấy võ giả thế tục là con sâu cái kiến giang trần vừa phát uy lại nhìn đám thiên tài tông môn kia đều thất hồn lạc phách e sợ cho mình bị rút chúng biểu hiện trước sau tương phản làm cho đan phi đối với cái gọi là thiên tài tông môn này càng thêm xem thường nhưng giang trần lại rất bình tĩnh những võ giả này phân phối ở huyền linh khu cấp độ cũng bình thường ở trong tông môn chỉ là tồn tại tam lưu giang trần tới tham gia tuyển bạt, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu đã không ở trên người những võ giả này chỉ có điều quy tắc như thế hắn từ thế tục cất bước cũng không có khả năng thoáng cái vọt tới thiên linh khu huyền linh khu này chỉ là một bậc thang để hắn quật khởi giang trần căn bản không quá phát lực bàn thạch huynh làm gọn gàng a à, đan phi xòe bàn tay ra cùng giang trần vỗ tay chúc mừng giang trần cười ha ha hỏi tình huống của ngươi như thế nào đan phi cười hì hì ta ba thắng một thua thành tích xa xa không bằng ngươi bàn thạch huynh ngươi là tranh sĩ diện cho võ giả thế tục chúng ta a à. sau này võ giả thế tục chúng ta chỉ sợ sẽ sống khá giả hơn một chút không bao giờ bị bọn hắn coi thường nữa coi thường hay không coi thường giang trần căn bản không thèm để ý hắn tới nơi này cũng không phải tới xem sắc mặt của người khác mấy võ giả thế tục còn lại kia lúc này cũng nghiêm mặt nguyên một đám đi tới chúc mừng giang trần rất có tư thế dựa sát vào giang trần giang trần đối với kéo bè kết phái không có hứng thú gì hơn nữa nhân phẩm của những võ giả thế tục này ngoại trừ tiểu phi những người khác hắn không thích cho nên đối với những võ giả thế tục này chủ động chụp lên hắn không cự tuyệt cũng không có nhiệt tình đặc biệt gì chỉ lừa gạt vài câu liền khoanh chân mà ngồi chuyên chú bản tâm đến lúc chiều giang trần bị rút ra với tư cách bị người khiêu chiến lên đài lại gọn gàng thắng được mãi cho đến một ngày chấm dứt giang trần không còn bị rút chúng nữa một ngày thời gian, theo phương đại nhân tuyên bố, cuối cùng kết thúc. Ngày đầu tiên này, cường độ chiến đấu rất lớn, 100 tòa lôi đài, trọn vẹn hoàn thành 5.000 lần chiến đấu. Nói cách khác, mỗi một tòa lôi đài, bình quân đều hoàn thành khoảng 50 lần chiến đấu. Huynh đệ, ta là vạn linh tông Lưu Văn Thải. Đêm nay, ta làm ông chủ, đến tiểu viện của ta uống hai chén. Tiểu viện giáp đẳng số 7A, một võ tu vạn linh tông, trên mặt vẽ lấy đồ đằng kỳ quái, mang theo mấy tùy tùng, đi tới trước mặt Giang Trần nhiệt tình mời khách. Đan Phi mỉm cười, nhìn xem một màn này. Nàng biết rõ, bởi vì Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt, đã có người bắt đầu lôi kéo Giang Trần rồi. Giang Trần làm người, luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lưu Văn Thải này khách khí, hắn tự nhiên sẽ không mặt lạnh tương đối, chỉ cười nhạt nói. Lưu Huynh, bách chiến khảo hạch, nhiệm vụ nặng nề, uống rượu hỏng việc. Chúng ta không nên làm. Trở ra viễn cổ di cảnh, nếu như có cơ duyên, để ta làm chủ, mời Lưu Huynh uống hai chén, Tuy cự tuyệt, nhưng Giang Trần lại nói khách khí như vậy, để cho người không thể khó chịu. Lưu Văn Thải cười ha ha, vỗ tay nói, huynh đài nói phải, uống rượu hỏng việc, đích thật là ta thần thờ rồi. Hôm nay huynh đài đại triển thần uy, lưu mỗ ta thật sự bội phục. Nói thật ra, lão lưu ta vẫn cảm thấy mình nhất định có thể xông vào địa linh khu. Bất quá, chứng kiến huynh đài biểu hiện yêu nghiệt, hiện tại ta có chút không tự tin rồi. Lưu Văn Thải này, ở tiểu viện giáp đẳng số 7 huyền linh khu, vậy thì ý nghĩa là hạt giống tuyển thủ bài danh thứ bảy huyền linh khu. Hắn nói như vậy, một nửa là khiêm tốn, một nửa là âm thầm nâng giang trần. Lưu huynh khiêm tốn như vậy, đủ để thấy không phải tông môn đệ tử bình thường. Trung kích địa linh khu, Lưu huynh nhất định có hy vọng. Hôm nay, Lưu Văn thải ba chiến toàn thắng, thành tích cũng xem là tốt. Thế nhưng mà đối mặt một yêu nghiệt 25 thắng liên tiếp, ai dám khoe khoang thành tích, thấy Giang Trần như thế, Lưu Văn Thải cũng biết, chỉ sợ hôm nay muốn mời thiên tài thế tục này tụ hợp, là có chút khó khăn. Lập tức tiêu sái cười cười, như thế, Lưu Mỗ sẽ không quấy dày huynh đài nữa. Hy vọng sau khi ra ngoài, có thể cùng huynh đài kết giao bằng hữu. Nói thật, trong huyền linh khu này, không có mấy người có thể làm cho ta tự đáy lòng bội phục, huynh đài tuyệt đối là người thứ nhất. Từ khi ngươi hành hung thành chân kia, ta đã cảm thấy huynh đài là hán tử ân oán rõ ràng, quang minh lỗi lạc, chính là phong cách võ tu của chúng ta. Ha ha ha, Lưu Văn Thải này, mặc dù chỉ là võ giả ở Huyền Linh khu, nhưng xem khí độ của người này, hoàn toàn chính xác rầm rộ, có một loại khí độ để cho người không thể không sinh ra hảo cảm. Mặc dù Giang Trần không có đáp ứng người này mời, nhưng ấn tượng đối với hắn không phải xấu. Đang khi nói chuyện, bên cạnh lại có một đám người đến gần, nhìn phục sức của bọn họ, rõ ràng là đệ tử của Tử Dương Tông. Người cầm đầu, mặc quần áo màu đỏ, tóc dài rối tung, có một cỗ khí tức cuồng dã mũi cao thẳng, hốc mắt hơi có chút hạ xuống, để cho ngũ quan của hắn hơi có chút bất đồng thường nhân. Lưu Văn Thải nhìn thấy người này đến gần, biểu lộ cũng hơi có chút mất tự nhiên. Nhìn ra được, mặc dù Lưu Văn Thải là hạt giống số 7, nhưng đối với người đến này, cũng có chút kiêng kỵ. Giang Trần đối với người của Tử Dương Tông, sẽ không có nhiều hào cảm như vậy, quay người muốn ly khai. Dừng bước, nam tử tóc dài kia thản nhiên nói. Giang Trần dừng chân, lại không quay đầu, đôi mắt của Đan Phi nhanh như chớp đánh giá người tới, tựa hồ muốn từ trên người bọn đệ tử Tử Dương Tông này tìm ra ý đồ đến của đối phương. Các hạ không cần đắn đo tư thái như thế. Người tham gia tuyển bạt, cuối cùng vẫn là vì gia nhập tông môn, truy cầu vô thượng võ đạo. Thanh âm người nọ sáng sủa, lộ ra lực xuyên thấu rất mạnh. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Quách Nhân, đệ tử của Tử Dương Tông. Ở tại tiểu viện số 1 giáp đẳng Huyền Linh khu. Huynh đài có hứng thú, đi nội viện của ta nói chuyện hay không? Quách Nhân này so với thành thị huynh đệ, Lòng dạ hiển nhiên càng sâu, tu dưỡng rất tốt. Ít nhất từ trong ngữ khí của hắn, nghe không ra cảm xúc ân oán gì. Giang Trần cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, không có hứng thú. Chương 545, Tử Dương Tông, ta không có hứng thú một. Quách Nhân cười ha ha, độc lập độc hành, một thớt cô lang. Nếu như không đoán sai, huynh đài ở thế tục, đích thị là một tán tu a. Bất quá, huynh đài đã tham gia tuyển bạt, liền cho thấy có ý đối với tông môn. Không phải bản thân nói ngoa nếu truy cầu võ đạo trong bốn đại tông môn duy tử dương tông ta độc tôn lời này nói ra quách nhân tràn đầy tự tin phảng phất là đương nhiên hoàn toàn không để ý bên cạnh còn có vạn linh tông lưu văn thải lưu văn thải có chút xấu hổ lắc đầu cười khổ quách nhân khẽ đảo mắt lưu văn thải ngươi cười khổ cái gì hẳn là đối với lời này của ta có dị nghị sao quách nhân này là hạt giống số một của huyền linh khu tu vi siêu cường so với lưu văn thải càng hơn một bậc mới mở miệng, là bá khí mười phần. Lưu Văn Thải lại không phải loại người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cười nhạt một tiếng, người nói ngươi, ta cười của ta. Ngươi có phải quản quá rộng hay không? Quách nhân ngạo nghễ nói, ngươi lại không cho là đúng, cũng không cải biến được sự thật vi tôn của tử Dương Tông. Võ đạo tri lộ, liên minh 16 nước, vĩnh viễn là cách cục tử Dương Tông độc đại. Vạn Linh Tông ngươi không cải biến được, Bảo Thụ Tông, Lưu Vân Tông, đồng dạng không cải biến được cách cục này, Nói xong, cái cầm có chút dương lên, đối với Giang Trần nói, huynh đài, võ giả thế tục, có thể có thiên phú như ngươi, quả nhiên là hy hữu. Hiện tại, ta đại biểu tử Dương Tông mời chào huynh đài. Trước kia ân oán của ngươi cùng thành thị huynh đệ, là chính bọn hắn có mắt không tròng, học nghệ không tinh. Chỉ cần huynh đài gật đầu, đáp ứng gia nhập tử Dương Tông, những ân oán này, đều có thể xóa bỏ. Quách nhân này khẩu tài rất tốt, chào hàng tử Dương Tông, nói gần nói xa, tràn đầy cảm giác về sự ưu việt bất quá hắn lại không biết bốn đại tông môn giang trần ghét nhất cũng không có khả năng gia nhập nhất là tử dương tông giang trần nhẹ nhàng cười cười lôi đài luận võ người thắng làm vua ta ngược lại không biết tại đây còn có ma sát ân oán sao các hạ đây là đại biểu tử dương tông mời chào ta hay là đại biểu tử dương tông uy hiếp ta quách nhân đại khái cũng không ngờ tới giang trần sẽ trả lời như vậy nao nao lại bật cười uy hiếp cũng tốt mời chào cũng tốt chăm sông đổ về một biển chỉ cần các hạ lập trí ở võ đạo tử dương tông cuối cùng là lựa chọn lý tưởng nhất của ngươi quách nhân tràn đầy tự tin hắn cảm thấy nói với ngươi nhiều như vậy đã đủ khách khí đủ chiêu hiền đãi sĩ rồi nếu như thằng này còn không đồng ý thì không khỏi có chút không tán thưởng a à, lưu văn thải không nói gì đứng ở một bên nhưng lại nhàn nhạt, nhạt nhìn giang trần hắn muốn nhìn một chút đến cùng thiên tài thế tục này sẽ lựa chọn như thế nào giang trần nhịn không được cười lên bỗng nhiên quay đầu nhìn Đan Phi, Tiểu Phi huynh đệ, ngươi cảm thấy, nếu có người dùng khẩu khí như vậy mời chào ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Đan Phi giảo hoạt cười cười, nàng rất rõ ràng thân thế lai lịch của Giang Trần, tự nhiên biết rõ ân oán của Giang Trần cùng Long Cư Tuyết, biết chắc Giang Trần và Tử Dương Tông là không thể nào đi đến một khối. Thứ cho ta nói thẳng, loại mời chào này, quá tự cho là đúng. Thiên hạ to lớn, liên minh 16 nước ta cũng không quá đáng là một khối lớn cỡ bàn tay lại có ít người ở chỗ này cảm giác về sự ưu việt, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Đan Phi nói, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, thoáng cái chắn chết không gian đàm phán. Giang Trần nghe vậy, liếc nhìn Đan Phi, nghĩ thầm thằng này là người lanh lợi, biết rõ theo tâm tư của ta đáp trở về. Lưu Văn Thải nghe vậy, cũng hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn chỉ chú ý Giang Trần, lại không nghĩ rằng, võ giả số hai thế tục, đồng dạng cũng góc cạnh rõ ràng, rất có tính cách A, à, như thế thú vị rồi. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đánh mặt quách nhân. Quách nhân gần đây tự cho mình rất cao, một mực tự cho mình là đệ nhất thiên tài của huyền linh khu, không ai bị nổi, không coi ai ra gì. Hôm nay, bị hai võ giả thế tục ép đến xuống đài không được, trong nội tâm Lưu Văn Thải thật sự là rất khoái ý, chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày thoải mái vô cùng. Giang Trần thản nhiên nói, quách huynh, thái độ của tiểu phi huynh đệ này, trên cơ bản là thái độ của ta, cáo từ, đối với đệ tử tử dương tông giang trần là hoàn toàn không có hảo cảm hắn không có mở miệng mắng chửi người cũng đã tính rất khắc chế rồi quách nhân biết rõ võ giả thế tục này có bản lĩnh cuồng vọng nhưng thật không ngờ mình đường đường hạt giống số một xuất mã vậy mà sẽ bị lạnh nhạt như thế thậm chí là châm chọc vẽ mặt huynh đài này là thái độ của ngươi đối với tử dương tông ta thanh âm của quách nhân trở nên lạnh một ngươi không đại biểu được tử dương tông hai tiểu phi huynh đệ nói rất đúng ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ biết thiên hạ có tử dương tông, lại không biết thiên ngoại hữu thiên. Ba, tử dương tông, ta không có hứng thú. Giang Trần cười nhạt một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Vứt bỏ quách nhân sắc mặt tái xanh, toàn thân tức giận đến cơ hồ phát run. Lưu Văn Thải rất cam tâm tình nguyện nhìn loại cục diện này, chứng kiến quách nhân mất mặt xấu hổ. Hắn còn hưng phấn hơn so với mình lấy được trăm thắng liên tiếp. Cười hắc hắc, lúc này mới quay người đi ra. Hai mắt quách nhân phóng hỏa, gắt gao nhìn bóng lưng Giang Trần rời đi. Nếu ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này hắn hận không thể giết Giang Trần một ngàn lần. Quách sư huynh, tiểu tử này quá không tán thưởng. Tuy có thiên phú, cũng là tự tìm đường chết. Đúng vậy, Quách sư huynh, chỉ là một cuồng đồ thế tục, không cần chú ý. 25 tháng liên tiếp thì như thế nào? Chẳng qua là vận khí tốt, không có rút thăm được tuyển thủ hạt giống bài danh tóc người mà thôi. Nếu rơi xuống trên tay Quách sư huynh ngươi, tiểu tử này nhất định sẽ bị Quách sư huynh hành hạ đến chết quách nhân bị bọn thủ hạ thổi phồng tâm tình thoáng dễ chịu một tí bất quá hắn lại không có vì vậy mà mất đi lý trí trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như mình thật sự đụng phải cuồng đồ thế tục kia thật đúng là chưa hẳn có mấy phần thắng người này cường đại đã đến loại trình độ khó giải quyết nếu không dùng tính cách của quách nhân quả quyết sẽ không chủ động ra mặt mời chào chính là vì hắn không có nắm chắc đánh bại giang trần mới nghĩ đến dụ dỗ mời chào muốn dựa vào thân phận hạt giống số một của mình tăng thêm chiêu bài tử dương tông thu phục người này đáng tiếc quách nhân bản tính đánh rất tốt nhưng lại không biết người hắn muốn mời chào ghét nhất đúng là tử dương tông cùng tử dương tông bọn họ căn bản không thèm nghĩa tới hừ cuồng đồ thế tục tựa như nhà giàu mới nổi tuy có phong quang nhất thời lại khó lâu dài chỉ cần đến địa linh khu chỗ đó thiên tài vô số sẽ có người hành hạ hắn chỉ là con sâu cái kiến thế tục lại dám can đảm coi rẻ tử dương tông ta hắn là muốn chết chương 546, tử dương tông, ta không có hứng thú hai. Quách nhân oán hận nói, vung tay lên, mang theo một đám thủ hạ rời đi. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, có nên nghĩ kế sách, đối phó cùng đồ này thoáng một phát hay không? Quách nhân tuyệt đối không hy vọng, ở huyền linh khu, có người có thể khiêu chiến địa vị hạt giống số một của hắn. Trên đường trở lại tiểu viện, Đan Phi cười nói, bàn thạch huynh, vừa rồi ta trả lời, có phải có chút quá phận hay không? Quá phận? Ta ngược lại cảm thấy, Ngươi mắng không đủ hung ác." Giang Trần cười nói, "Hắc hắc, không đủ hung ác. Vậy nếu như lần sau thằng này lại đến, ta sẽ mắng hung ác một chút." Giang Trần hỏi, "Ngươi không sợ đắc tội Tử Dương Tông?" Đan Phi cười ha hả nói, "Ngươi thiên tài so với ta càng xuất chúng, tiền đồ so với ta càng rộng lớn. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì?" Nói sau, Tử Dương Tông cũng không phải chọn lựa đầu tiên trong nội tâm của ta. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, "Trong lòng ngươi lựa chọn là cái gì?" Đan Phi bị hỏi ngơ ngác xuất thần lẩm bẩm nói lựa chọn của ta là cái gì vấn đề này kỳ thật trong nội tâm đan phi sớm có đáp án nàng tới nơi này căn bản không phải hướng về tông môn mà đến đan phi nàng vĩnh viễn là môn đồ của diệp trọng lâu lão gia tử nàng tới nơi này chỉ có một lựa chọn là đi theo giang trần chứng kiến giang trần quật khởi bất quá lúc này làm sao nàng có thể nói ra tâm tư thật lâu nàng mới nhẹ nhàng cười cười thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ta ngược lại hiếu kỳ lựa chọn đầu tiên trong lòng bàn thạch huynh là cái gì giang trần ngừng lại một chút sau đó thản nhiên nói nếu muốn nói lựa chọn đầu tiên trong nội tâm là bảo thụ tông bất quá lời này ta lại chưa bao giờ đề cập với ai huynh đệ ngươi cùng ta hợp ý nói cho ngươi biết cũng không sao đàn phi khẽ giật mình nghĩ thầm quả nhiên là bảo thụ tông đẩy cửa vào mấy đệ tử tông môn khác đều không có trở lại trong viện xem ra bọn hắn là cố ý tránh né giang trần nhất là trận chiến hôm nay giang trần ra tận danh tiếng vô cùng cường thế những đệ tử tông môn này trong nội tâm tự nhiên e ngại không dám cùng giang trần chạm mặt nhất là thành lan đường ca thành chân của hắn bị giang trần đả thương sống chết không rõ hắn cũng không có tâm tư trở lại cùng giang trần chạm mặt dù trở lại hắn có thể làm gì đường ca thành chân cũng đánh không lại giang trần bổn sự của thành lan hắn còn có thể đòi lại chỗ tốt hay sao đan phi cười nói mấy gia hỏa này xem ra đã bị dọa phá mật tốt nhất là đừng trở lại, chúng ta cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Giang Trần ngược lại không sao cả, dù sao những thứ này có trở về hay không, hắn tu luyện bản thạch chi tâm, vật ngã lưỡng vong, căn bản không lo lắng bị bọn hắn quấy dày. Đẩy cửa đi vào trong phòng của mình, Giang Trần thấy bộ dạng đan phi muốn vào lại do dự, cười nói, làm sao vậy? Do do dự dự, sợ ta đánh hay sao? Đan Phi cười hắc hắc, bị lệnh đuổi khách của ngươi ngày hôm qua hù chứ sao? Giang Trần nhịn không được cười lên, nhớ tới kinh nghiệm hôm qua, Lúc ấy võ giả số 2 này cũng tiến vào phòng của hắn, bị Giang Trần nói một câu gian phòng của ngươi, không ở chỗ này, xinh xinh đuổi ra ngoài. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, trải qua kết giao hôm nay, Giang Trần đối với võ giả số 2 này cảm nhận thoáng cái tốt lên rất nhiều, cảm thấy trong mơ hồ có một loại cảm giác người quen lui tới. Có lẽ, một ít cử động của võ giả số 2 hôm nay rất hợp khẩu vị của ta a, à, Giang Trần hồi tưởng lại, đích thật là. Như vậy, ở trước lôi đài gặp phải thành chân khiêu khích, võ giả số 2 này không có lùi bước, mà lựa chọn cùng hắn đứng một phe. Hắn ở trên lôi đài luận võ thủ thắng, võ giả số 2 này không để ý ánh mắt người bên ngoài, công nhiên vỗ tay khen ngợi. Quách nhân kia đi lên cố làm ra vẻ, võ giả số 2 này không có khuất phục uy quyền của tử Dương Tông, lựa chọn cùng hắn đứng ở một bên. Những loại ăn ý này, khiến cho Giang Trần trên cơ bản đã đồng ý người này. Đan Phi thấy Giang Trần không có đuổi nàng đi, biết rõ thân phận mới của mình, trên cơ bản đã được giang trần tán thành trong lòng cũng cảm thấy có chút vui mừng trong lúc nhất thời nàng ngược lại cảm thấy thân phận mới này rất thú vị ít nhất xưa nay có chút không thể làm có chút không thể nói giờ phút này có thể làm có thể nói bàn thạch huynh bình tĩnh mà xem xét dùng thiên phú võ đạo của ngươi tử dương tông có lẽ thật thích hợp ngươi nhất mặc dù bảo thụ tông tốt nhưng võ đạo truyền thừa lại xa xa không bằng tử dương tông kia đan phi chủ động khơi mào chủ đề Giang Trần cười ha ha, võ đạo chi lộ, không nhìn được mất một sớm một chiều. Ta lựa chọn bảo thụ tông, tự nhiên có đạo lý của ta. Đạo lý gì? Đan Phi cố ý dùng khẩu khí nhẹ nhàng cười nói. Ta nghe nói, tử dương tông mới thu một đệ tử thiên tài, là một mỹ nữ tuyệt sắc, gọi long cư tuyết gì đó, là tiên thiên thân thể. Nghe nói, hiện tại đệ tử của bốn đại tông môn, cả đám đều dồn hết sức lực, muốn làm bầu bạn song tu của long cư tuyết kia nếu gia nhập tử dương tông dùng thiên phú của bàn thạch huynh có lẽ có thể làm quan hưởng lộc vua gần chùa ăn lộc phật a đan phi cố ý như vậy nói xong chính mình cũng nở nụ cười giang trần khẽ giật mình ánh mắt như đao bắn về phía đan phi thằng này bỗng nhiên nhắc tới lòng cư tuyết chẳng lẽ đoán được thân phận của ta bất quá cẩn thận cảm thụ vừa rồi hắn không có cảm nhận được ác ý gì trong nội tâm cười khổ cảm giác mình có phải quá đa nghi rồi hay không bàn thạch huynh ngươi sinh khí đan phi thấy ánh mắt của giang trần quét qua mình lại không nói gì nhịn không được hỏi giang trần thản nhiên nói tiểu phi huynh đệ nếu như ngươi có hứng thú đối với long cư tuyết kia vừa rồi nên theo quách nhân kia hôm nay ngươi đắc tội chết tử dương tông con đường truy cầu long cư tuyết cũng bị chính ngươi chắn rồi hắc hắc ta có tự mình hiểu lấy mới không trèo cao như vậy nói sau long cư tuyết kia như chúng tinh ủng nguyện ai chiếm hữu nàng cũng chưa chắc là chuyện tốt bàn thạch huynh ngươi nói đúng không giang trần từ chối cho ý kiến hắn đối với chủ đề về long cư tuyết quả thực không có hứng thú gì bàn thạch huynh hỏi ngươi một vấn đề được chứ đan phi lại nổi lên dũng khí hỏi cái gì trong nội tâm giang trần cảm thấy có chút kỳ quái thầm nghĩ tiểu phi huynh đệ này chỉ sợ là một gia hỏa mới ra đời vừa nói đến chút sự tình này mặt mày liền hớn hở tâm tính vẫn không đủ ổn bất quá chứng kiến đối phương như vậy phòng tuyến tâm lý của giang trần ngược lại buông lỏng một ít ta muốn hỏi, thiên phú của bàn thạch huynh tuyệt thế như vậy, một đường tu luyện đến nay, có, có người trong lòng không? Cách mặt nạ, Đan Phi hỏi xong, giờ phút này cũng mặt đỏ tới mang tai. Chương 547, Đan Phi tỉnh căn thâm trùng một. Nếu không có mặt nạ, sắc mặt nàng giờ phút này, chỉ sợ là thẹn thùng không chịu nổi. Lời nói này, nàng là lấy hết dũng khí, dựa vào thân phận cùng mặt nạ yểm hộ, mới miễn cưỡng hỏi ra. Sau khi hỏi xong, nàng chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, thiếu chút nữa đứng không nổi. Giang Trần không nghĩ tới, tiểu phi huynh đệ này, lại bát quái như vậy. Bất quá lập tức liền thản nhiên, tiểu phi này dù sao cũng trẻ tuổi, là thời kỳ thanh xuân mông lung, đúng là lúc chú ý những tình cảm nam nữ này. Liếc nhìn đối phương, chỉ thấy ánh mắt đối phương nghiêm túc nhìn mình, loại kỳ vọng đạt được đáp án kia rõ rành rành. Giang Trần nghĩ nghĩ, kiếp trước kiếp này, mặc dù mình có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng muốn nói người trong lòng, khắc cốt minh tâm, thật đúng là một cái cũng không có. Chán nản thở dài, không có, Câu trả lời này lại làm cho ánh mắt sáng quắc của Đan Phi thoáng cái mở đi rất nhiều. Nàng nói tới nói lui, kỳ thật chỉ muốn hỏi Giang Trần vấn đề này, muốn từ trong thái độ của Giang Trần nhìn xem Giang Trần đối với mình có ý hay không. Dù chỉ là một chút như vậy, đó cũng rất tốt. Thế nhưng mà, Giang Trần lại không cho ra đáp án nàng muốn. Trong lúc nhất thời, Đan Phi buồn vô cớ, trong nội tâm đắng chát, nói cho cùng, mị lực của mình vẫn là không đủ, vẫn không thể vào pháp nhãn của hắn sao? Không có người trong lòng, Hồng Nhan Chi Kỷ có hảo cảm cũng không có sao, Đan Phi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Giang Trần cười cười, tiểu phi huynh đệ, hôm nay ngươi có chút kỳ quái. Sao hỏi những vấn đề nhi nữ tình trường này? Hồng Nhan Chi Kỷ, ngược lại là có mấy cái. Nhưng chuyện tình duyên, có lẽ duyên phận còn chưa tới a. À. Đan Phi vội hỏi, Hồng Nhan Chi Kỷ có thể vào pháp nhãn của bàn thạch huynh, tất không phải người bình thường. Hẳn là, vẫn không xứng với bàn thạch huynh, trong đầu Giang Trần, hiện lên dung nhan một ít nữ tử kiếp này cùng mình có quan hệ. Đông Phương chỉ nhược, đây chẳng qua là một tiểu cô nương chưa hiểu sự, quan hệ của mình cùng nàng, là đồng bệnh tương liên. Đông Phương câu ngọc, không đánh nhau thì không quen biết, Giang Trần thưởng thức tính tình thẳng thắn của nàng, nhưng muốn nói tình cảm nam nữ, Giang Trần vẫn cảm thấy không tới một bước kia. Ôn tử kỳ, ngoan ngoãn xảo xảo, như là nữ hài nhà bên, nhưng chỉ là tùy tùng của Giang Trần. Tình yêu nam nữ, càng là không thể nào nói nổi đến thiên quế vương quốc kết giao chỉ có một đan phi nữ tử này là tinh linh hóa thân giang trần cũng rất thưởng thức nhưng mà liên quan đến tình duyên hiển nhiên cũng không phải thần nữ cố ý tương vương vô mộng giang trần nhất nghiệm đến đây cười nói cũng không phải vấn đề xứng hay không xứng chuyện tình duyên cuối cùng phải nhìn duyên phận duyên phận vừa đến nhân duyên ngay ở một đường tốt rồi đời ta tu võ luôn dây dưa những chuyện này sẽ không thú vị tiểu phi huynh đệ ngày mai còn có khổ chiến Sớm nghỉ ngơi chút đi." Giang Trần có chút chống đỡ không được câu hỏi luân phiên này, chỉ phải uyển chuyển đuổi khách. Trong nội tâm Đan Phi bực mình, đi ra ngoài, Bóng Lưng có chút thất hồn lạc phách. Giang Trần nhìn Bóng Lưng nàng đi ra, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, tiểu phi huynh đệ này, sao lại kỳ kỳ quái quái, hẳn là có chuyện khó nói a. À, bất quá, những sự tình này, Giang Trần lại không có ý đi miệt mài theo đuổi. Ban ngày chiến liên tục 25 lần, nhưng đối với Giang Trần mà nói, thu hoạch lại không lớn. Loại chiến đấu nghiền áp này, đối với Giang Trần mà nói, chỉ có thể nói là nóng người, thu hoạch nhỏ vô cùng, cũng không thể nói hoàn toàn không có, ít nhất để cho Giang Trần quen thuộc con đường của tông môn đệ tử thoáng một phát, biết rõ tình huống đại khái của tông môn đệ tử là như thế nào. Tuy tông môn đệ tử ở huyền linh khu này, cấp bậc đều là kém nhất, nhưng mà, có trụ cột như vậy, đối với thiên tài tông môn ở địa linh khu cùng thiên linh khu, ngược lại cũng có dự đoán sơ bộ. Tông môn đệ tử cũng không phải hoàn toàn phế vật nếu không phải ta ở năm cửa sơ thì có một ít kỳ ngộ, muốn nhẹ nhõm thắng liên tiếp như thế, là không có khả năng. 25 trận thắng liên tiếp này, thoạt nhìn nhẹ nhõm, kỳ thực là áp xúc tất cả tinh hoa của hắn. Nhất là một ít thu hoạch ở năm cửa sơ thí, làm cho thực lực của Giang Trần tăng nhiều. Cửa thứ nhất tâm lực quan, làm cho tâm lực của Giang Trần tăng lên hoàn mỹ. Cửa thứ hai, khảo thí thiên phú, hắn hấp thu hai tòa linh mạch, vì trùng kích địa linh cảnh đặt trụ cột kiên cố, Cửa thứ ba, khảo thí nghị lực, trực tiếp luyện hóa nguyên từ Kim Sơn, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cửa thứ tư, thực chiến, càng là mượn cơ hội này, một lần hành động phá tan võ đạo gông cùng, tấn chức địa linh cảnh. Cửa thứ năm, ở minh diệt cốc, thu hoạch càng không cần phải nói. Có thể nói, ở trước năm cửa sơ thí, Giang Trần là tiên cảnh tam trọng, ở huyền linh khu, dựa vào nhiều loại thủ đoạn, như trước có thể chiến thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Thế tất phải dùng rất nhiều thủ đoạn áp trục, ví dụ như đại vũ cung, vô danh đao, toái nguyệt phi đao, thậm chí là băng hỏa yêu liên. Những vật này, chỉ cần bộc lộ ra, thân phận của hắn liền bại lộ. Hiện tại, tu vi của hắn tăng nhiều, phản pháp quy chân, ở huyền linh khu, dựa vào một chiêu thanh minh sinh tử ấn là có thể ăn sạch. Dựa vào cái gì? Dựa vào đúng là năm cửa sơ thí mang đến tích lũy, mang đến thăng hoa cho hắn. Nếu không có năm cửa sơ thí, làm sao Giang Trần có thể đạt tới loại cảnh giới đại xảo nhược chuyết này? Đã có ngày chiến đấu đầu tiên, trong nội tâm Giang Trần càng thêm nắm chắc. Tuy nói đệ tử tông môn cùng võ giả thế tục khác nhau rất lớn, nhưng những võ giả ở Huyền Linh khu này so với thiên tài cao cấp nhất thế tục lại không có chênh lệch gì nhiều. Nếu không phải những người này mạng tốt, xuất thân tông môn, võ đạo chi lộ ngược lại chưa hẳn cao hơn đệ tử thế tục. Đương nhiên, chính là vì võ giả thế tục xuất thân thấp hèn, cho nên lòng cố gắng kia lại thành ưu thế của bọn hắn. Một đêm này, Giang Trần tiếp tục tu luyện thần ma cửu biến, môn thần thông này không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Cũng may, Giang Trần đã luyện hóa được nguyên tử chi tâm, nắm giữ toàn bộ nguyên tử kim sơn. Kim tinh chi lực là vô tận, dùng không kiệt, ngược lại không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Lại một đêm đi qua, Giang Trần rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình, thông qua kim tinh chi lực rèn luyện, trở nên càng thêm dẻo dai. Chiếu tốc độ này xuống dưới, có kim tinh chi lực trong nguyên tử kim sơn, 3 tháng thời gian, thần ma cử biến tầng thứ nhất, tất có thể luyện thành tu luyện thần ma cử biến này, có hai chỗ khó. Thứ nhất là kim tinh chi lực liên tục không ngừng, điều này cần rất nhiều tài nguyên. Thứ hai là khảo nghiệm thân thể, điều này cần nghị lực rất mạnh. Nếu như có đủ hai điểm này, tu luyện thần ma cử biến chính là thời gian trồng chất rồi. Đương nhiên, bất luận một môn vũ kỹ nào, ngộ tính là phi thường trọng yếu. Chương 548, Đan Phi tỉnh căn thâm trùng 2. Giang Trần có trí nhớ của kiếp trước ở phương diện ngộ tính, lại một chút vấn đề cũng không có đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài giang trần cảm thụ gió sớm từ từ thổi tới chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái bất diệt linh sơn này đích thật là nơi tu luyện tốt cho dù là huyền linh khu này linh lực đầy đủ cũng làm cho giang trần tán thưởng không thôi hiện tại hắn đối với địa linh khu thiên linh khu càng thêm hướng về rồi ân thời cơ không sai biệt lắm nên xuất phát giang trần nhìn thời gian một chút đóng cửa lại đi ra ngoài đẩy cửa ra, lại chứng kiến Tiểu Phi dựa vào cây cột dưới mái hiên, trong tay cầm một nhánh cây, đang chán đến chết, mảnh mảnh lá cây rơi xuống đất, một bên hái, một bên vứt xuống dòng suối nhỏ, lá rụng kia theo nước chảy, dốc rách mà đi. Tiểu Phi huynh đệ, đang nghĩ cái gì xuất thần như vậy? Giang Trần cười đi đến. Đan Phi nhìn thấy Giang Trần, lúc này mới chợt tỉnh, ném cành lá trong tay, thản nhiên nói, "Bàn Thạch huynh, sớm a, à, không còn sớm, thời cơ sắp đến rồi, đi thôi." Ân, đêm qua Đan Phi trở về phòng mình, một đêm trằn trọc, nghĩ đến những đối thoại kia cùng Giang Trần. Nghĩ đến Giang Trần nói hồng nhan chi kỷ, nghĩ đến vị trí của mình ở trong lòng Giang Trần. Suy nghĩ những lời kia của Giang Trần, chuyện tình duyên, cuối cùng coi duyên phận. Duyên phận vừa đến, nhân duyên chỉ là một đường tầm đó. Chẳng lẽ, Đan Phi ta, cùng Giang Trần hắn, thật sự thiếu khuyết một đường duyên phận sao? Đan Phi tâm loạn như ma, si ngốc xuất thần, một đêm không ngủ, trời gần sáng, càng là không tâm đi ngủ, đứng ở dưới mái hiên, si ngốc ngẩn người. Thẳng đến Giang Trần đi ra, lúc này mới làm nàng bừng tỉnh. Niên kỷ của Đan Phi, mặc dù lớn hơn Giang Trần mấy tuổi, nhưng nàng cuối cùng là cô nương chưa hiểu nhân sự, bởi vì theo Diệp Trọng Lâu, từ nhỏ tầm mắt của nàng rất cao. Cho tới nay, nam tử nàng chứng kiến, nguyên một đám chúng tinh ủng nguyện, trăm phương ngàn kế nịnh nọt nàng, muốn đạt được nàng chú ý, thế nhưng mà, Đan Phi lại thủy chung không cho nhan sắc thiếu nữ nhà ai không có xuân dù đan phi như tinh linh lạc phàm nhưng cuối cùng là ăn nhân gian khói lửa trong nội tâm cũng có tình hoài nhi nữ chỉ là cánh cửa kia của nàng một mực đóng chặt mà thôi thẳng đến khi giang trần xuất hiện nàng cơ hồ là không có đề phòng cánh cửa này đã bị mở ra lần kia ở thọ yến của lão gia tử giang trần đối mặt khắp nơi chèn ép cơ hồ là dựa vào sức một mình cứ vớt vận mệnh của tứ vương tử diệp dung mà hắn một đệ tử thế tục, đối mặt nhiều loại chèn ép, lại mây trôi nước chảy, cuối cùng ngay cả lão gia tử cũng bị hắn kinh động. Giơ tay nhấc chân tầm đó, liền cướp đi tất cả danh tiếng. Lần đó, tuy Đan Phi lưu ý đến Giang Trần, nhưng vẫn còn có chút không phục. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một lần lại một lần, Đan Phi ở trên người Giang Trần, thủy chung có thể đào móc ra nhiều loại kỳ tích. Phảng phất, trên thân thiếu niên này, ẩn chứa bí mật vĩnh viễn đào móc không hết. Đây hết thảy, lúc ở mê cảnh thu liệp, cùng Ngân Nguyệt yêu viên chiến một trận, đã nhận được thăng hoa triệt đề. Trận chiến ấy, Giang Trần liều lĩnh chiến đấu, cứu nàng ở trong nguy nan. Sau đó, Giang Trần đối với nàng khư khư cố chấp, chẳng những không có trách cứ, ngược lại bất kể hiểm khích lúc trước cứu nàng, vì chữa thương cho nàng, thậm chí nhìn sạch bờ mông của nàng. Từ một khắc này, Đan Phi đã biết rõ, cả đời này, mình là triệt triệt để để lâm vào trong. Lưới tình kia, chỉ là nữ nhi rụt rè, khiến nàng một mực không có bóc trần, tựa như thiếu nữ Hoài Xuân, nàng tưởng tượng lấy một ngày kia, Giang Trần ôm lấy hoa tươi, mang theo lễ vật, hướng nàng thổ lộ. Thế nhưng mà, sau đó đủ loại lui tới, làm cho Đan Phi rốt cục minh bạch, tuy nàng thiên sinh lệ chất, tụ tập ngàn vạn sủng ái, nhưng trên đời này cuối cùng có một loại nam tử, sẽ không giống nam nhân khác, đối với nàng chạy theo như vịt. Đợi nàng minh bạch điểm này, muốn chủ động xuất kích, đại tuyển bạt đã bắt đầu. Giang Trần rốt cục phải cáo biệt Vương quốc Thế Tục tiến quân tông môn rồi. Một khắc này, tự tin như đan phi, cũng như nữ tử bình thường khác, đau đớn, thương xót, thương tâm gần chết. Thế nhưng mà, lão gia tử nói một phen, lại điểm tỉnh nàng. Lão gia tử nói, chuyện thế gian, vốn chính là người tranh có, người không tranh không. Đủ loại hoa màu, luôn cày kế trước, thu hoạch ở phía sau. Đan phi giật mình, suy tư, như có chút hiểu được. Thừa dịp lão gia tử bế quan, vậy mà dịch dung báo danh tham gia đại tuyển bạt, một đường đi theo Giang Trần đến đây. Giang Trần không biết tiểu phi huynh đệ cùng mình một đường đồng hành, dĩ nhiên là Đan Phi. Mặc dù biết rõ nàng là Đan Phi, cũng không biết Đan Phi đi khúc chiết như vậy. Giang Trần đi vào thế giới này, một mực bị vận mệnh thôi động, căn bản không có nhàn hạ cân nhắc chuyện nam nữ. Ở phương diện này, tất nhiên là hậu tri hậu giác. Hơn nữa, kiếp trước với tư cách thiên đế chi tử, tuy hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng thế giới tình cảm, kỳ thật vẫn là trống vô cùng bởi vì trời sinh thái âm chi thể, cho nên Giang Trần kiếp trước, say mê ở chư thiên chi đạo, hết sức chuyên chú, căn bản không dành phân tâm. Hơn nữa, thái âm chi thể, trời sinh không thể sinh dục, Giang Trần chuyên chú nhiều loại đại đạo, kỳ thật cũng là một loại trốn tránh. Chính là bởi vì kiếp trước tao ngộ đặc thù, Giang Trần ở thế giới tình cảm, kỳ thật cũng là trống không, kiếp trước kiếp này, thế giới tình cảm như cũ là tiểu bạch. Hai người sóng vai mà đi, nhưng tâm tư lại hoàn toàn bất đồng tiểu phi huynh đệ, hôm nay ngươi có chút mất hồn mất vía a. À. Trạng thái như vậy xuất chiến, rất không ổn a. À. Giang Trần nhắc nhở. Đan Phi cả kinh, bị Giang Trần nhắc nhở như vậy, lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng vậy a, à, đây là khảo hạch bách chiến, nếu khảo hạch không được top 10, liền không thể tiến vào địa linh khu, thì làm sao đi theo bước chân của Giang Trần. Nhất niệm đến đây, Đan Phi đuổi đi những cảm xúc kia, chăm chú nói, đa tạ bàn thạch huynh nhắc nhở. Vừa rồi ta nghĩ tới thân thế, ngược lại có chút thất thần, giang trần cười nói đời tu sĩ ta không cần tự thương hại thân thế cường giả cải biến vận mệnh thân thế sao đáng nhắc tới lời nói này giang trần là phát ra từ đáy lòng hắn vừa đi vào thế giới này còn không cách nào thoát khỏi thân thế kiếp trước bỏ ra thời gian rất lâu lúc này mới thích ứng thân phận kiếp này đan phi nghe ngôn ngữ của giang trần rộng rãi như vậy trong nội tâm ấm áp cười nói bàn thạch huynh thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn lại có một loại khí độ làm cho người tin phục cái này thật sự là kỳ quái Giang Trần cười ha ha, thầm nghĩ tiểu phi này thật nhạy cảm, từ tiếng nói cử động của ta, vậy mà có thể ra được kết luận như vậy. Giang Trần có hai đời kinh nghiệm, trên khí độ, tự nhiên trầm ổn hơn người trẻ tuổi bình thường rất nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến ngoài bách chiến lôi đài. mươi 549, khắp nơi phản ứng. Lúc này, hai người bọn họ xuất hiện, bốn phía, đã không còn sót lại chút địch ý nào rồi. So sánh với ngày hôm qua, những tông môn đệ tử không ai bị nổi kia, đã ngoan ngoãn thu địch ý vào. Nguyên một đám chứng kiến Giang Trần xuất hiện, trong nội tâm đều nói thầm, không biết yêu nghiệt thế tục này, hôm nay sẽ khiêu chiến mấy lần, mà càng nhiều người nữa, thì trong nội tâm đều cầu nguyện, hy vọng hôm nay rút thăm, không nên sớm rút ra người này, bằng không thì đối với chúng mà nói, kia chính là một ngày tai nạn, một ngày dày vò. Rút ra càng muộn càng tốt, tốt nhất là lúc một ngày sắp kết thúc, mới rút ra. Như vậy, hắn càng lợi hại, tối đa cũng chỉ khiêu chiến một hai lần, thời gian một ngày liền xong. Như vậy, tất cả đều vui vẻ. Ngày hôm nay, Đan Phi thành nhóm đầu tiên bị rút ra. Rất nhanh, nàng liền lấy được tam thắng liên tiếp. Hơn nữa trận thứ ba, là đối mặt một giáp đẳng võ giả, thông qua một hồi khổ đấu, cuối cùng thắng được. Đã có giáo huấn ba thắng một thua ngày hôm qua, sau khi Đan Phi thắng ba trận, liền chủ động buông tha. Bởi vậy, thành tích của nàng liền biến thành sáu thắng một thua. Giang Trần một mực chú ý chiến cuộc, trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái, Tiểu Phi huynh đệ này, đến cùng có lai lịch gì? Nhìn Vũ Kỹ, thân thủ của nàng, hẳn không phải là người tầm thường. Ở trên người hắn, lại không có tính tình của ngoại môn đệ tử tông môn, chẳng lẽ, đây là một tán tu sao? Thế nhưng mà, tán tu ở đâu học được vũ kỹ cao siêu như vậy? Giang Trần cảm thấy kỳ quái, từ đạo lý mà nói, võ giả thế tục, thiên phú tốt không kỳ quái, nhưng mà tu luyện vũ kỹ, cấp độ sẽ tương đối thấp. Thế nhưng mà tiểu phi này cấp độ vũ kỹ của hắn rõ ràng không thua đệ tử tông môn như thế quá kỳ quái giang trần trăm mối không có cách giải thấy hắn đi xuống cũng không hỏi ra miệng có chút bí mật người khác không nói liền không cần phải hỏi hỏi là tự đòi mất mặt phẳng phất lão thiên gia nghe được những võ giả trong huyền linh khu cầu nguyện hôm nay thẳng đến sau giờ ngọ danh tự của giang trần còn không có bị rút ra nhìn chiến đấu không ngừng giang trần có chút buồn bực hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải giám khảo giờ trò quỷ ẩn giấu tên của hắn hay không bằng không thì không có khả năng lâu như vậy lại một mực không có rút thăm được mình a à. bất quá nghi vấn giám khảo hiển nhiên không có tất yếu mặc dù giang trần có chút phiền muộn nhưng dục vọng khiêu chiến còn chưa tới tình trạng không chiến không được dù giám khảo muốn áp chế danh tiếng của hắn thoáng một phát không để cho hắn quá điên cuồng đó cũng là có thể lý giải dù sao, dùng tư thế của hắn, 3-4 ngày là có thể hoàn thành bách chiến. Cái thế này, đối với những võ giả khác mà nói, tuyệt đối là đả kích tàn khốc nhất trên tâm lý. Khi đêm đến, danh tự của Giang Trần mới khoan thai đến chậm. Lúc này, thời gian còn lại chỉ có hai canh giờ. Giang Trần đợi một ngày, ý chí chiến đấu đã không ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho nên, hoàn thành 5 trận thắng liên tiếp, đem kỷ lục thắng liên tiếp soát đến 30, liền không tiếp tục nữa, Bất quá, hai ngày 30 thắng liên tiếp, cái thành tích này cũng đầy đủ kinh người rồi. Ngoại trừ Giang Trần, trước mắt chiến tích tốt nhất là tuyển thủ số 1 huyền linh khu, tử dương tông quách nhân. Chiến tích hai ngày của kẻ này là 18 trận thắng liên tiếp, không có một lần thua trận. Trừ lần đó ra, người lấy được 10 thắng liên tiếp còn có hai cái. Tăng thêm Giang Trần cùng. Quách nhân, trước mắt, lấy được 10 thắng liên tiếp trở lên, tổng cộng có 4 người. Đan Phi 6 thắng 1 thua, tỷ số thắng cũng rất cao, bất quá trước mắt còn không có đứng vào top 10, đêm đó, ở khu cư trú của giám khảo, mấy giám khảo hạch tâm đều tề tụ một đường. "Phương đại nhân, hôm nay tên của quán quân thế tục, không phải có người cố ý động tay động chân chứ?" "Đúng vậy, theo đạo lý, không nên xuất hiện muộn như vậy a, à. thằng này cũng quá yêu nghiệt đi, bị rút ra muộn như vậy, lại vẫn hoàn thành năm thắng liên tiếp. Huyền linh khu này, đối với hắn mà nói, là quá dễ dàng rồi." Những giám khảo kia, bảy mồm tám lưỡi thảo luận lấy chuyện này, Phương đại nhân cười nhạt một tiếng, đối với mọi người nghị luận cùng ngờ vực vô căn cứ, lại từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, chính như ngoại giới suy đoán, tên của Giang Trần là hắn động tay chân, cũng không phải hắn muốn chèn ép Giang Trần. Ngược lại, hắn làm như vậy là vì bảo hộ Giang Trần. Ở hắn xem ra, một thiên tài thế tục có thể lấy được thành tích như vậy, tuy rất đáng mừng, thậm chí là kinh diễm. Nhưng người trẻ tuổi kia chỉ biết bộc lộ tài năng, không hiểu thu liễm, chưa hẳn là chuyện tốt. Tông môn tuyển bạt, vũng nước này rất sâu hơn nữa sự tình tuyển bạt cũng không phải ba tháng này ba năm tuyển bạt có rất nhiều khúc chiết có rất nhiều ma luyện ngay từ đầu liền bộc lộ tài năng như thế thiên tài như vậy chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng phương đại nhân cũng là xuất phát từ ái tài mới động tay chậm lại khí thế của hắn thoáng một phát nếu có thể mượn chuyện này điểm tỉnh người trẻ tuổi kia vậy cố nhiên là tốt nếu không có thể tốt xấu cũng ngăn xu thế của hắn không để hắn bị những người khác nhìn chằm chằm vào nhanh như vậy huyền linh khu là không có người có thể uy hiếp được hắn thế nhưng mà địa linh khu thiên linh khu thì sao nếu như người trẻ tuổi kia quá mức xuất sắc đắc tội quá nhiều người tông môn đệ tử quan hệ rắc rối khó gỡ ai có thể đảm bảo đồng môn của bọn hắn sẽ không xuất thủ chèn ép thiên tài thế tục này ở huyền linh khu thiên tài tuyệt diễm nhưng nếu phóng tới thiên linh khu vẫn là quá non nớt trước khi không có triệt để phát triển vẫn là không nên quá cao điệu thì mới tốt lại nói tiếp phương đại nhân là có ý tốt bất quá những sự tình này đều là phương đại nhân âm thầm làm đối mặt giám khảo khác hiếu kỳ hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận dù sao hắn là người phụ trách hắn định đoạt tất cả hắn không thừa nhận những người khác cũng không có khả năng truy vấn nói sau hắn làm như vậy những giám khảo kia còn rất cam tâm tình nguyện dù sao những giám khảo kia tới từ bốn đại tông môn cũng không phải mỗi người đều như hắn đại công vô tư chỉ cần có tư tâm liền không hy vọng danh tiếng của thiên tài thế tục quá thịnh áp đảo tất cả tông môn đệ tử. Chèn ép thoáng một phát, có lẽ hợp khẩu vị của những giám khảo này cũng nói không chừng. Trong tiểu viện số 1 của huyền linh khu, mấy đệ tử của tử dương tông toàn bộ tụ tập ở bên người quách nhân. Giáp đẳng tiểu viện, độc môn độc viện, rộng rãi sáng ngời, có thể nói là nơi tốt nhất. Quách sư huynh lấy 18 trận thắng liên tiếp, quả nhiên là đáng mừng. Tử dương tông ta đứng đầu bốn đại tông môn, tên đến thực quy. Hắc hắc, quách sư huynh bị phân đến huyền linh khu, kia căn bản là nhân tài không được trọng dụng. Hắn vốn nên phân ở địa linh khu, thậm chí là thiên linh khu. Chương 550, kế sách âm độc 1. Cái mã thí tâm bốc này lại làm cho Quách Nhân có chút xấu hổ, muốn nói địa linh khu, hắn tự nhận mình rất xứng. Thế nhưng mà thiên linh khu, mặc dù hắn lại kiêu ngạo tự tin, cũng biết mình cách thiên linh khu còn kém xa lắm. Thiên linh khu cũng không phải Quách Nhân hắn có tư cách giao thiệp. Có thể vào thiên linh khu, kia đều là đệ tử quan trọng trong tông môn khoát tay chặn lại, ngăn đám đồng môn mã thí tăng bốc như nước thủy triều. Quách nhân quay đầu hỏi, Thành Lan, thương thế của ca ca ngươi như thế nào? Đan dược của quách sư huynh diệu dụng vô cùng, ca ta hắn đã khôi phục chi giác, có lẽ qua mấy ngày, liền có thể khôi phục 6-7 thành công lực. Bất quá kế hoạch tác chiến của hắn, lại hỏng hết toàn bộ. Ngữ khí của Thành Lan có chút uể oải, lập tức hung ác nói. Cái này đều do tên súc sinh kia, một hương dã thất phu, lại dám vô lễ, Quách sư huynh, thực hy vọng chứng kiến ngươi ở trên lôi đài, hung hăng hành hạ chết hắn. Quách nhân gật gật đầu, cũng không có yếu thế. Thằng này, tuy cùng vọng, nhưng lại có một ít thực lực. Muốn hành hạ hắn, mặc dù dùng thực lực của ta, cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Bất quá, thằng này coi trời bằng vung, ngay cả tử dương tông ta cũng không để vào mắt, tội không thể tha. Quách nhân nghĩ tới sỉ nhục ngày hôm qua, liền tức giận không thôi. Đúng vậy, quách sư huynh, không thể để cho thằng này tiếp tục hung hăng càn quấy nữa bằng không thì, hắn sớm muộn gì cũng sẽ làm hư mất đại kế của Quách Sư Huynh. Quách nhân nghe vậy, trong nội tâm như bị độc xả cắn một phát, thập phần khó chịu. Lời này không dễ nghe, nhưng là tình hình thực tế. Dùng khí thế của tên kia, đã thắng liên tiếp 30 trận, vượt xa 18 trận của hắn. Có tên kia, kế hoạch đoạt giải nhất của Quách nhân hắn, ít có khả năng hoàn thành. Cái quán quân này, ta nhất định phải cầm xuống. Quách nhân hung dữ huy vũ nắm đấm thoáng một phát, hỏi. Các ngươi ai có rượu kế gì không, đều dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ai có thể nghĩ ra diệu kế, quách nhân ta nhất định sẽ không bạc đãi. Những đệ tử tử dương tông này, ở huyền linh khu hiển nhiên đều dùng quách nhân cầm đầu. Nghe quách nhân nói như vậy, ngươi một lời, ta một câu, nhào nhào hiến kế. Có người chủ trương vụng trộm đòn hiểm đánh Giang Trần một trầu. Có người chủ trương đầu độc phế tu vi của Giang Trần. Cũng có người chủ trương dùng lợi ích thu mua Giang Trần, để cho hắn phóng nước, cố ý thua mấy trận. Bởi vì cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn ở trước mặt lợi ích to lớn không tin hắn không khuất phục đương nhiên cũng có người chủ trương thu mua người bên cạnh giang trần từ người bên cạnh hắn ra tay đối phó giang trần các loại kế sách ngược lại là rất nhiều bất quá cẩn thận suy diễn có thể thực hiện lại không có một cái vụ trộm đánh hắn một trận như thế là ý kiến hay thế nhưng mà phải đánh thắng mới được a à, đầu độc hủy tu vi cái này nghe cũng không tệ thế nhưng mà phải ai đi đây vạn nhất không thành công, sự tình bạo lộ, người mưu đồ việc này, nhất định sẽ khó sống. Về phần lợi ích thu mua, thoạt nhìn cũng có thể đi, thế nhưng mà, phải bao nhiêu lợi ích mới có thể để cho thằng này thỏa hiệp, trong nội tâm mọi người cũng không có ngọn nguồn. Hơn nữa, nói thật ra, bọn họ đều là nhân vật nhị tam lưu ở trong tông môn, có thể có bao nhiêu tài phú đi thu mua người khác. Về phần thu mua người bên cạnh, cái kế sách này lại vô nghĩa rồi. Bên người yêu nghiệt kia, chỉ có một võ giả số 2 cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tên kia, tính tình so với tên yêu nghiệt càng thối, thu mua hắn, sớm hết hy vọng đi. Đột nhiên, có một tiểu bạch kiểm mặt đỏ răng trắng cười hắc hắc, góp lời nói, "Quách sư huynh, ta nơi này có một kế, có lẽ có thể thực hiện." "Cái gì?" Quách Nhân liếc người nọ, nhưng lại không cho là đúng. Thằng này trầm mê nữ sắc, gần đây không cầu phát triển, hắn có thể có kế sách tốt gì? Cho nên, Quách Nhân đối với người này chủ động xin đi giết giặc lại không có bao nhiêu nhiệt tình. Tựa hồ tên kia cũng biết quách nhân không quá chào đón hắn, lại không giận, cười nói, nếu như nói so đấu vũ lực, dù mỗ ta so với mọi người, khẳng định không bằng. Bất quá, lần này, ta thật đúng là có một kế. Nói xong, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bình thuốc. Quách sư huynh, đây là thời điểm tiểu đệ thái bổ, dùng một ít dược vật trợ hứng. Lọ thuốc bột này, vô sắc vô vị, chính là cực phẩm gần đây ta mới được. Một khi thúc dục, trí cương trí dương, cấp bậc gần như bạo thể. Nếu như bên cạnh không có năm ba nữ tử, quả quyết không thể đơn giản sử dụng. Bởi vì thuốc này, trong thời gian ngắn, có thể thúc dục dương khí trong cơ thể lao nhanh, đạt tới một loại trạng thái gần như điên cuồng. Nếu như không chiếm được thái bổ kịp thời, huyết mạch bạo liệt, bạo thể mà vong, là rất có khả năng. Quách nhân nghe hắn nói liên miên, lúc đầu thì nhíu mày, cảm thấy có nhục nhã nhặn. Bất quá nghe kỹ, hắn tự hồ nghe ra chút môn đạo rồi trong thời gian ngắn có thể thúc giục dương khí trong cơ thể lao nhanh đây là mấu chốt dược vật trợ hứng này bá đạo như thế nếu để cho tên kia không cẩn thận hít vào hậu quả sẽ ra sao trong huyền linh khu một thời ba khắc đi đâu tìm nữ tử thái bổ ngược lại cũng không phải không có huyền linh khu có rất nhiều nữ đệ tử của lưu vân tông thế nhưng mà hắn dám đi công nhiên thái bổ sao đây quả thực là muốn chết nếu như không phát thiết được vậy dương khí lao nhanh huyết mạch bạo liệt thậm chí bạo thể mà vong trong lúc nhất thời, trên mặt Quách Nhân hiện lên một nụ cười âm hiểm. "Tiểu Du, kế sách này của ngươi không tệ. Bất quá, kế sách này muốn thành, nhất định phải có người tiếp cận hắn, hơn nữa phải lấy được tín nhiệm của hắn." "Nói dễ vậy sao?" Quách Nhân cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy kế sách này rất tốt, nhưng mà áp dụng, độ khó rất lớn. Tiểu Du kia nhận được Quách Nhân tán đồng, thụ sủng nhược kinh, lộ ra nụ cười tia tiện, "Quách sư huynh, chỗ lợi hại của dược vật là vô sắc vô vị, chỉ cần rơi vãi một chút ở địa phương hắn phải đi qua." trừ khi hắn không hô hấp, chỉ cần hút vào một chút, hắn liền phiền toái lớn rồi. A, à, đây rốt cuộc là vật gì? Dược hiệu lại nghịch thiên như thế. Quách nhân thoáng cái hưng phấn. Thuốc này tên là thiên tiên tiếu, dù thần tiên chúng phải, cũng khó kiềm giữ. Dùng chín loại vật trí dương, mọi thứ đều là kỳ dâm chi vật. Ân, tuy là như thế, nhưng mà võ giả tu luyện, phòng bị rất mạnh. Người bỏ ở cửa ra vào, cũng chưa hẳn không lộ ra sơ hở. Quách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy bò ở cửa ra vào, luôn luôn có một ít dấu vết để lại, dùng tu vi của thằng này, chưa chắc không phát giác ra. Trên thực tế, bất luận dược vật được xưng vô sắc vô vị gì, cuối cùng đều không có khả năng hoàn toàn vô sắc vô vị. Mà nhãn lực của võ giả cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 551, kế sách âm độc 2, chỉ cần hơi có một chút dấu vết thì có thể bị phát hiện. Tuy không sợ bại lộ, nhưng mà một khi bại lộ, sẽ để cho hắn càng thêm cảnh giác, về sau muốn ám toán hắn sẽ càng thêm khó khăn. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, có biện pháp nào khiến cho hắn hoàn toàn không đề phòng không? Ánh mắt Quách Nhân dò xét một vòng, cổ vũ người ở chỗ này suy nghĩ. Bỗng nhiên, Thành Lan kia nói, "Quách sư huynh, muốn hắn hoàn toàn không đề phòng, ta xem chỉ có từ võ giả số 2 kia ra tay. Người này tuy thực lực cũng không tệ, nhưng lại không yêu nghiệt bằng quái thai kia. Hai người này như hình với bóng, nếu như có thể từ trên người võ giả số 2 làm chút công phu" đề nghị này thoáng cái làm cho linh cảm của quách nhân đại phát vỗ đùi con mắt sáng ngời đúng thành lan đề nghị này của ngươi không tệ nếu như thuốc bột này có thể cho võ giả số hai kia dùng trước hắn sinh ra phản ứng thần trí nhất định sẽ không rõ ràng hướng đồng bạn cầu cứu chỉ cần quái thai kia tiến lên điều tra bất chi bất giác thuốc bột sẽ đồng dạng xâm nhập cơ thể hắn đến lúc đó hai người bọn họ là nam nhân nói không chừng sẽ cùng một chỗ lăn giường ha 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 Quách Nhân nghĩ đến chỗ xấu xa, chính mình cũng nhịn cười không được. Tất cả đệ tử Tử Dương Tông ở đây đều cười rộ lên. Hiển nhiên, vừa nghĩ tới loại cục diện không chịu nổi kia, bọn hắn cũng vô cùng hưng phấn. Thành Lan, dùng quan sát của ngươi đối với bọn hắn, ngươi cảm thấy để cho võ giả số 2 kia trúng chiêu, cơ hội nhiều bao nhiêu? Quách Nhân tỉnh táo hỏi. Thành Lan nghĩ chỉ chốc lát, võ giả số 2 kia, thoạt nhìn tu vi không tệ. Bất quá hắn giống như có tâm sự gì đó thường xuyên một người mất hồn mất vía thất thần muốn từ trên người hắn ra tay ta cảm thấy hy vọng rất lớn bất quá dùng thực lực của ta sợ là không thành có lẽ quách sư huynh xuất mã tất có thể thành công thực lực của quách nhân tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất trong huyền linh khu nhìn ánh mắt mọi người tha thiết quách nhân nhẹ nhàng thở dài hắn cũng biết mình không xuất mã những người khác đi làm chỉ sợ sẽ xử lý không ổn tốt việc này xem ra còn phải ta tự mình ra tay chúng ta trước thương nghị kế hoạch, quách nhân nghĩ nghĩ, quyết định tự mình động thủ. bất quá, coi như là tự mình động thủ cũng cần có kế hoạch, không có kế hoạch hoàn mỹ, nếu không rất có thể sẽ bại lộ. lại nói bọn người giang trần về tới chỗ ở, đẩy cửa đi vào, phát hiện sáu người khác trong tiểu viện đều không có mặt. đan phi cười nói, mấy tên kia, xem bộ dáng là quyết tâm trốn tránh chúng ta. giang trần cười nói, như vậy tốt nhất, bớt ong sòm. phòng của hai người đều ở mặt phía nam, ngay bên cạnh nhau đi đến trước cửa Giang Trần, Đan Phi nỗ lực cười cười, "Ta vẫn là về phòng mình a." À. Kỳ thật Đan Phi rất muốn đi vào theo, nhưng lại sợ bị Giang Trần khu trục. Tuy Giang Trần không biết nàng là Đan Phi, nhưng dù tính toán không biết, bị Giang Trần hạ lệnh trục khách, trong lòng của nàng cũng rất khó chịu. Giang Trần tùy ý cười cười, cười gật gật đầu, cũng không nói gì, đẩy cửa đi vào. Đan Phi khẽ cắn môi, ở cửa ra vào đứng một lúc lâu, cũng đi vào. Thân hình thon gầy tựa ở trên ván cửa, sâu kín thở dài hiện tại trong lòng nàng rất mâu thuẫn rất muốn vạch trần thân phận hướng giang trần cho thấy cõi lòng nhưng lại lo lắng bởi vậy ảnh hưởng tới cảm xúc của giang trần ảnh hưởng tới hắn phát huy ta không thể ích kỷ như vậy bởi vì bản thân đi đánh vỡ tiết tấu của hắn hiện tại là thời điểm hắn nhất phi trùng thiên nếu như ta bởi vì tình yêu nam nữ mà kéo chân sau của hắn ảnh hưởng tới hắn phát huy cả đời này ta cũng khó an tâm mà thôi mà thôi nếu thật là mệnh chung chú định không có duyên phận ta liền yên lặng nhìn hắn, ủng hộ hắn, thưởng thức tài hoa tuyệt thế của hắn, thưởng thức hắn quật khởi, cũng không phải rất hạnh phúc sao. Đang lúc tâm loạn như ma, Đan Phi nghe được thanh âm gõ cửa sổ. Trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ hắn biết là ta, gõ cửa sổ tới tìm ta sao, bất quá khuôn mặt đỏ lên, âm thầm tự trách, mình thật sự là ý nghĩ kỳ quái, suy nghĩ lung tung. Nếu như hắn biết là ta, sao lại gõ cửa sổ tới tìm ta? Bất quá, cẩn thận lắng nghe, đích xác là có thanh âm gõ cửa sổ. Ai, cảm xúc của Đan Phi có chút loạn, cố gắng khống chế cảm xúc, đi đến phía trước cửa sổ, thấp giọng hỏi. Nhận ủy thác của người, tiễn đưa một kiện đồ vật cho các hạ. Đan Phi mở một khe hở, nhưng trước mặt lại có một cánh tay chào tới. Cũng may Đan Phi phản ứng cực nhanh, đầu lệch qua tránh khỏi, núng nịu quát một tiếng, cuồng đồ nơi nào, lại dám đến chỗ ở tư nhân đánh lén, thanh âm kia cười quái dị, nhưng lại bỏ đi không một dấu vết, vô ảnh vô tung. Đan Phi cảm thấy không hiểu thấu, ai đang đùa dai, hay là thị uy uy hiếp. Tuy một quyền kia hung mãnh, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu ý nguyện đả thương người. Một quyền tới, mặc kệ chúng hay không, lập tức rời đi. Thấy thế nào, đều giống như một trò đùa dai. Đan Phi cảm thấy không hiểu thấu, đóng cửa sổ lại, cân nhắc có nên đi chỗ giám khảo cáo trạng hay không. Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng không phải đại sự gì, hơn nữa nàng cũng không có tổn thương chút nào. Chỉ sợ giám khảo đến tuần tra, cũng tra không ra cái gì. Ngay lúc này, Giang Trần đẩy cửa đi ra, ở phía trước gõ cửa hỏi tiểu phi huỳnh đệ ta nghe bên ngươi có động tĩnh phát sinh chuyện gì sao nỗi lòng của đan phi dần dần bình tĩnh mở cửa ra để cho giang trần tiến vào đem chuyện phát sinh vừa rồi nói với giang trần một lần giang trần nghe vậy đi đến ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài dò xét một lát lại từ cửa sổ tiến vào cao mày nói người tới thủ đoạn rất cao ngay cả nửa bước chân cũng không lưu lại khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán không có dấu vết nào dù tìm giám khảo đến cũng không làm nên chuyện gì. Đan Phi gật đầu, xem ra có người ngồi không yên, muốn dùng loại thủ đoạn này đến quấy rầy chúng ta. Tôm tép nhãi nhép, dùng đều là một ít thủ đoạn ti tiện, không cần e ngại, nếu lại tới, ta chắc chắn để hắn không đi được. Giang Trần đi đến trước mặt Đan Phi, vỗ vỗ bờ vai của nàng, sự việc xen giữa nho nhỏ, không cần phải lo lắng. Ta về trước, nếu như có biến cố gì, tùy thời đến tìm ta. Vài ngày hoạn nạn ở chung giang trần đối với tiểu phi này cũng coi như tán thành nói xong giang trần liền đi ra ngoài bỗng nhiên cái mũi giang trần hơi động một chút chân mày cao lại không đúng có điểm gì là lạ giang trần tu luyện thất khiếu thông linh cảm giác thập phần nhạy cảm ngay từ đầu lúc hắn tiến đến còn không có phát giác ra nhưng mà lúc đi ra cửa phòng giang trần ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng làm sao vậy đan phi thấy giang trần nhướng mày không khỏi hỏi Chương 552, Dược hiệu trí dương 1. Ngữ khí của Giang Trần có chút phát lạnh, ngươi không có cảm giác đến, có một loại khí tức như có như không phiêu đãng trong không khí sao? Đan Phi cẩn thận cảm giác chốc lát, mờ mịt lắc đầu, không có cảm giác đến. Ngừng thở. Giang Trần biến sắc, lập tức mở ra toàn bộ cửa sổ. Lại kéo tay áo của Đan Phi một phát, trực tiếp kéo nàng ra ngoài cửa, đi thẳng tới ngoài viện. Đan Phi bị cử động đột nhiên của hắn làm kinh sợ, bất quá lấy trí tuệ của nàng, biết lúc này nhất định có việc, nếu không dùng giang trần chấn định, tuyệt đối sẽ không cả kinh như thế. Bàn thạch huynh, đến cùng làm sao vậy? Đan Phi hỏi. Ngàn phòng vạn phòng, lại không để phòng đến. Nếu như không phải đeo mặt nạ, giờ phút này biểu lộ của Giang Trần nhất định rất khó coi. Hắn một mực rất cẩn thận, lúc tiến vào phòng mình, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một lần đều quan sát cẩn thận mới đi vào. Sợ là sợ có người ám toán, thi triển các loại thủ đoạn ti tiện thế nhưng mà, hắn phòng nhà mình, lại không có phòng chỗ ở của tiểu phi. Từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ bên ngoài tiểu viện, thế nhưng mà Giang Trần như trước có thể cảm giác được, huyết dịch trong cơ thể mình, phẳng phất đang lưu động nhanh hơn. Toàn thân phẳng phất có một đoàn hỏa diễm, đang chậm rãi thiêu đốt lên. Một loại cảm giác rất kỳ quái, như là vô số con côn trùng, ở trong người hắn bò qua bò lại. Chúng độc. Ý niệm đầu tiên của Giang Trần, là chúng độc bất quá cẩn thận cảm thụ, lại không có phát hiện bất luận dấu hiệu trúng độc gì. Nếu không trúng độc, vậy cảm giác cổ quái này là từ đâu mà đến? Không tốt, đột nhiên Giang Trần cảm giác được một ít bộ vị đặc thù của thân thể, tựa hồ có chút không đúng. Thân thể nhảy gấp, chui vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng, vận bàn thạch chi tâm, ý định khắc chế loại xúc động đột nhiên xuất hiện này. Thế nhưng mà, bàn thạch chi tâm chỉ có thể ngăn chặn các loại kinh nghiệm trong đầu, nhưng không cách nào áp chế xúc động bản năng của thân thể tuy giang trần ở phương diện nam nữ là tiểu bạch nhưng giờ phút này cũng biết mình chúng không phải độc gì mà là xuân dược cảm nhận được tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể không ngừng nhanh hơn toàn thân có một cảm giác xúc động cường đại để cho cả người hắn như khí cầu bành trướng không ngừng run rẩy đây là xuân dược gì thật không ngờ bá đạo giang trần giật mình hắn đã dùng rất nhiều linh dược trừ hỏa lại không cách nào áp chế xúc động kia thân thể như muốn bạo tạc bụng dưới như có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt dương căn cứng rắn như sắt phảng phất như một con thái cổ hung thú muốn tránh thoát phong ấn là ai là ai âm hiểm như vậy lại dùng xuân dược quỷ dị bực này đến hại ta giang trần phiền muộn kiếp trước hắn dùng độc rất lão luyện nhưng mà ở âm dương thái bổ tuy có hiểu rõ lại chưa bao giờ nghiên cứu qua hết lần này tới lần khác lúc này đây lại gặp phải đạo này két một tiếng cửa bị đẩy ra đan phi vội vội vàng vàng đi đến nhưng trước mặt lại là một đôi ánh mắt như dã thú thấy hai mắt giang trần đỏ bừng như là người điên đan phi lại càng hoảng sợ bàn thạch huynh ngươi làm sao vậy giang trần thấy nàng đến đột nhiên giận dữ quát ngươi đến cùng là người nào ta đan phi phát mộng không biết vì sao giang trần hỏi như vậy mắt giang trần như phóng hỏa là ta quá ngây thơ rồi vậy mà tín nhiệm ngươi không nghĩ tới ngươi lại cùng những đệ tử tông môn kia thông đồng một mạch hùn vốn mưu hại ta đầu đan phi oanh một tiếng triệt để choáng váng ta ta mưu hại ngươi. Cái này từ đâu nói đến, đàn phi ta, cho dù chết, cũng sẽ không hại ngươi a. À. bàn thạch huynh, ta. Ta thể với trời, ta thật không có mưu hại ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ánh mắt của ngươi thật đỏ. Cũng may giang trần khoanh chân mà ngồi, bằng không thì chỗ yếu hại cao cao nhô lên, chỉ sợ sẽ làm đàn phi biến sắc, tìm kẽ đất chui xuống. Ngươi không hại ta. Vậy vì sao ta chúng kỳ độc, ngươi lại bình yên vô sự. Độc nguyên là ở gian phòng của ngươi, Ngươi dám nói, cùng ngươi không quan hệ, Giang Trần thúc giục khí thế, chỉ cần đối phương hơi động, hoặc là trong lời nói có chút sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ ra một kích toàn lực, đuổi giết đối phương. Độc nguyên ở phòng ta, ta, giống như ta thật không có chúng độc. Thế nhưng mà, ta thật không có mưu hại ngươi, bây giờ ta đang ở đây, nếu như ta hại ngươi, ngươi một trưởng đánh chết ta đi. Đàn Phi cũng sắp khóc, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang Trần như vậy. Cho dù bình tĩnh như nàng thoáng cái cũng bị dọa sợ, hoang mang lo sợ, thanh âm run rẩy, cơ hồ sắp chảy ra nước mắt. Không có khả năng, Giang Trần lắc đầu. Lực phòng ngự của ta còn mạnh hơn ngươi, không có đạo lý ta trúng độc, ngươi lại một chút việc cũng không có. Đan Phi cũng cảm thấy kỳ quái, nàng tin tưởng Giang Trần, tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượn. Độc nguyên, nhất định là ở trong phòng nàng. Thế nhưng mà, đích đích xác xác, nàng không có trúng độc A, à, bàn thạch huynh, đến cùng là độc gì. Nếu không, ta đi thông chi giám khảo đại nhân. Độc này, phải chăng có thể giải? Giang Trần gắt gao nhìn đối phương, tuy thấy đối phương thất kinh, nhưng lại không giống như giả. Trong nội tâm nhịn không được khẽ động, chẳng lẽ hắn thật sự không biết? Chuyện này, thật sự không quan hệ tới hắn. Giang Trần nhìn người là rất cao minh, cũng nhìn ra được, tiểu phi này không phải làm bộ. Nếu như đối phương thông đồng với đệ tử Tông Môn, lúc này hẳn là núp trong bóng tối xem náo nhiệt, mà không phải đi tới mặc hắn xâm lược. Thế nhưng mà, vì cái gì mình trúng độc, hắn lại không có chuyện gì, chẳng lẽ hắn trời sinh có thể kháng độc? Không đúng, muốn nói kháng độc, thân thể của mình tuyệt đối có thể kháng độc. Thế nhưng mà dược vật kia, rõ ràng không phải độc, chỉ là xuân dược, nói độc cũng không phải. Chính là bởi vì không phải độc, nên mới bất chi bất giác khiến người chúng phải. Hơn nữa, đối phương thiết kế hiển nhiên rất chú đáo, không có động thủ đến chỗ giang trần hắn, mà là động thủ chỗ tiểu phi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương kiêng kỵ hắn, không có nắm chắc ở trước mặt hắn động thủ cho nên thông qua tiểu phi ra tay gián tiếp ra tay với hắn bởi vậy tâm lý phòng tuyến của hắn không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc yếu đi không thể không nói tính toán phi thường tinh chuẩn lúc này đan phi cũng bất chấp tất cả ân cần đi tới bàn thạch huynh có độc khẳng định có giải dược người nói cho ta biết ta liền đi tìm giang trần khẽ vươn tay ngăn hắn ở ngoại vi đừng tới đây thân thể mềm mại của đan phi khẽ run lên chứng kiến ánh mắt của giang trần giống như dã thú biết rõ giờ phút này hắn khẳng định rất khó chịu, rất dày vò. Đan Phi kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, lòng như dao cắt, chỉ hận mình không thể dùng thân thay thế, thay Giang Trần chịu tra tấn. Chương 553, dược hiệu trí dương hai. Thế nhưng mà, vì cái gì mình lại lông tóc không tổn hao gì? Đan Phi khó hiểu. Độc? Ha ha, nếu như là độc, vẫn còn có thể hóa giải. Nhưng thứ này, căn bản không phải độc, mà là xuân dược. Trí cương chí dương thúc dục dương khí toàn thân ta, ra tốc tốc độ huyết dịch, nếu như dương khí này không hết, chắc chắn bạo thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết tại chỗ. Không biết cách điều chế dược vật, là không cách nào đúng bệnh hốt thuốc, căn bản khó giải. Cái gì? Đan Phi nghẹn ngào, nàng tuyệt đối không ngờ, dĩ nhiên là loại độc chất này. Thoáng cái, Đan Phi hiểu được tại sao mình lại không trúng độc. Độc chí cương chí dương này, tự nhiên là đối với nam tử mới hữu hiệu mình là thân nữ nhi nơi nào sẽ có cảm giác trong lúc nhất thời đan phi ngây người như phỗng triệt để mất trật tự rồi trong nội tâm tràn đầy tự trách là ta hại hắn là ta hại hắn nếu ta không mở cửa sổ người nọ không thể thừa dịp một quyền kia vung dược vật vào nếu ta không phát ra âm thanh giang trần cũng không đến phòng ta đây là một độc kế liên hoàn mà ngọn nguồn độc kế là từ trên người đan phi nàng bắt đầu đối phương từ trên người của ta ra tay nhất định là biết rõ từ trên người Giang Trần ra tay, chỉ sợ không ám toán hắn được. Cho nên mới từ trên người ta ra tay, ảnh hướng đến Giang Trần. Ta, ta thực vô dụng, là ta hại Giang Trần, là ta kéo chân sau của hắn. Đan Phi tâm loạn như ma, áy náy tràn đầy lồng ngực. Giờ phút này, nàng quả thực hận không thể hoành đao tự vẫn, để chuộc tội lỗi của mình. Bàn Thạch Huynh, là ta hại ngươi. Đan Phi thì thào khóc nói. Ngươi đánh chết ta đi, là ta hại ngươi. Bọn hắn biết rõ ta yếu kém, cho nên hướng ta ra tay gián tiếp lan đến ngươi cuối cùng vẫn là ta hại ngươi nếu như ngươi muốn giải hận một trưởng đánh chết ta đi giang trần hừ lạnh một tiếng chán đổ mồ hôi như mưa giờ phút này hắn cũng biết việc này không có quan hệ tới tiểu phi muốn trách thì trách địch nhân quá gian xảo vậy mà dùng loại biện pháp này ra tay với hắn thế nhưng mà vì cái gì tiểu phi không trúng độc giang trần vẫn rất khó hiểu bất quá giờ phút này hắn đã vô lực đi cân nhắc rồi bởi vì, huyết mạch toàn thân đều đang sôi trào. Vô luận hắn áp chế như thế nào, vô luận hắn bình tâm tĩnh khí như thế nào, đều là phí công. Loại xúc động như thái cổ hung thú xung phá lao lung kia, tựa như hồng thủy ngập trời cần chỗ thoát, chỉ có nam nữ tri ái mới có thể hóa giải. Giờ phút này, đầu óc Giang Trần đã có chút mơ hồ, đạo tâm lại kiên cố, cũng dần dần chống đỡ không được, bởi vì, giờ khắc này, bản năng thân thể đã vượt qua hết thảy. Huyền linh khu này nữ tu cũng không phải không có. Lưu Vân Tông có một đống lớn nữ tu. Bất quá, nếu đối phương dùng loại biện pháp này mưu hại ta, khẳng định còn có hậu thủ. Nếu như ta đi thâu hương thiết ngọc, nhất định sẽ trúng bẫy của bọn hắn. Nói sau, Giang Trần ta đường đường chính chính, há có thể làm chuyện tình bá vương ngạnh thượng cung. Dù chết, ta cũng khinh thường. Nội tâm Giang Trần dãy ruộng, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Ngươi, đi ra ngoài. Hai mắt Giang Trần bắn ra hào quang giống như hỏa diễm, tuy việc này không quan hệ tới tiểu phi nhưng mà giang trần không muốn trạng thái của mình giờ phút này bị người chứng kiến đan phi dứt khoát lắc đầu không ta không ra là ta hại ngươi muốn chết ta cùng ngươi chết chết ngươi cho rằng chỉ là sự tình chết sao ngươi muốn xem ta xấu mặt sao thanh âm của giang trần giống như dã thú gào thét đã sắp không khống chế được đây thật là so với chết còn muốn khó chịu lực lượng trí cương trí dương ở trong cơ thể hắn hình thành xu thế cô dương rồi bởi vì cái gọi là cô dương không dài cô âm không sinh thiên địa vận hành cũng tốt nhân thể vận hành cũng tốt nếu âm dương không cân đối dù thần tiên cũng khó cứu cho nên giang trần biết rõ đây là tra tấn so với chết còn khó chịu hơn giờ phút này đan phi cũng cố chấp chỉ lắc đầu trừ khi ngươi đánh chết ta ta cuối cùng sẽ không đi cút giang trần gào rú ngươi ở lại chỗ này ngoại trừ trướng mắt còn có thể như thế nào ta Đan Phi bị Giang Trần quát mắng, giờ phút này cũng bất chấp ủy khuất, hiện tại đầu óc nàng hỗn loạn, lòng tràn đầy áy náy, muốn giúp, thế nhưng mà, cái tình hình này, nàng ngoại trừ chân tay luống cuống ra, cũng không biết có thể làm gì. Giờ phút này đầu óc nàng chỉ có một ý niệm, là dù chết cũng cùng Giang Trần chết. Đợi một chút. Trong đầu hỗn loạn của Đan Phi, chợt nhớ tới Giang Trần nói, Giang Trần nói, là xuân dực trí cương trí dương, để cho dương khí của hắn điên cuồng phát ra, huyết dịch sôi trào. Nếu như dương khí không hết, chắc chắn bạo thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết tại chỗ. Nói cách khác, nếu dương khí có thể phát tiết, liền có thể cứu sao. Nhất nghiệm đến đây, đột nhiên Đan Phi nhớ ra cái gì đó, tâm hồn thiếu nữ run lên, khuôn mặt sau mặt nạ thoáng cái hồng đến cổ. Tuy nàng chưa hiểu nhân sự, bình thường cũng không có suy nghĩ qua chuyện nam nữ gì, nhưng dù sao cũng qua tuổi 20, đối với mấy sự tình này vẫn là biết rõ một chút trong nội tâm run rẩy, Đan Phi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm bất ổn. Hắn nói phát tiết dương khí, là nói chuyện nam nữ sao? Kiến thức của Đan Phi cũng nửa vời, nàng lo lắng mình hiểu sai, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ là như vậy. Tuy trong nội tâm trần chờ, ngượng ngùng, nhưng mà Đan Phi vừa nghĩ tới Giang Trần bị dày vò như vậy, đều là mình làm hại, trong lúc nhất thời lòng áy náy chiến thắng hết thảy. Bước nhanh đi đến trước mặt Giang Trần, đỡ lấy Giang Trần, ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi, Giờ phút này, thân thể Giang Trần đã sắp bị hỏa diễm thiêu đốt, nghe được lời ấy, cười khổ thở dài, thừa dịp hiện tại ta còn không có điên cuồng, ngươi nhanh đi đi. Ta sợ sau khi ta không khống chế được, khởi sướng điên cuồng, thật sự sẽ đánh chết ngươi. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi cũng là nam nhân, chẳng lẽ không hiểu xuân dược này, cần âm dương giao hợp mới có thể cởi bỏ sao? Âm dương? Cái kia, cái kia là chỉ chuyện nam nữ sao? Đan Phi trầm thấp hỏi, mắc cỡ đến đầu rũ xuống cả khuôn mặt đều là một mảnh đỏ bừng nàng là cô nương chưa hiểu nhân sự loại sự tình này bình thường nghĩ cũng không dám suy nghĩ chớ nói chi là nói ra miệng giờ phút này vì giang trần nàng lấy hết dũng khí cơ hồ là đem dũng khí cả đời đều dùng ở thời khắc này sau khi hỏi ra vấn đề đan phi chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát giang trần khản giọng nói phải thì như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể đi bắt một nữ tử đến hành vi như vậy cùng những dâm tặc kia có gì khác nhau nói sau Đối phương dùng độc kế này, nhất định đã phòng chúng ta như vậy. Giờ phút này, nói không chừng đang chờ chúng ta đi ra ngoài, để cho chúng ta chui đầu vào lưới. Chương 554, Giang Trần, ta tới giúp ngươi. Giang Trần rất rõ ràng, cái độc kế này, nhất định là hoàn hoàn đan sen. Xuân Dược thúc dục, không cách nào tự động điều khiển, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Mà huyền linh khu, cũng không thiếu nữ đệ tử. Nếu như bọn hắn ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chui đầu vào lưới, đến lúc đó lại an bài tội danh thâu hương thiết ngọc có thể khiến hắn thân bại danh liệt, thậm chí bị giết tại chỗ cũng có thể. Đan Phi cũng biết Giang Trần nói là lời nói thật, trong nội tâm càng bội phục. Đã như vậy rồi, hắn cũng không chịu đi hủy hoại thanh bạch của nữ tử khác, đủ thấy nhân phẩm hơn người. Đan Phi ta, có thể đem thanh bạch giữ gìn hơn 20 năm giao cho hắn, cũng không oán không hối. Nghĩ tới đây, âm thanh của Đan Phi như mũi kêu, trầm thấp nói, là ta hại ngươi, ta nên đền bù tổn thất cho ngươi mới tốt. Nếu để cho nữ tử vô tội khác bị hủy trong sạch, luôn không tốt cái gì? Đầu óc Giang Trần oanh một tiếng, một thân thể mềm mại ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Thoáng cái, đạo phòng tuyến cuối cùng kia của Giang Trần đã triệt để sụp đổ rồi, mà Đan Phi cũng cảm thụ được hỏa diễm ở dưới bụng của Giang Trần không bị cản trở, thẹn thùng không thôi, cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết trải qua bao nhiêu trinh phạt, giống như trong vòng một đêm, mưa to gió lớn không có ngừng nghỉ qua. Một loại kinh nghiệm chưa bao giờ có, làm cho Đan Phi điên cuồng vài lần đợi đến lúc gió êm sóng lặng, đầu óc của Đan Phi cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhìn nam nhân nằm bên cạnh, mặt nạ nghiêng ở một bên, đúng là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia của Giang Trần. Cái khuôn mặt này, vô số lần xuất hiện ở trong mộng của Đan Phi, vô số lần để cho Đan Phi khó ngủ. Mà giờ khắc này, hai người lõa lồ tương đối, khóe mắt Đan Phi rưng rưng, nhẹ hôn thân thể Giang Trần, một loại cảm giác hạnh phúc, kiêu ngạo, cùng với tâm tình phức tạp sau hoan ái, cùng một chỗ sông lên đầu giang trần ta không hối hận vĩnh viễn sẽ không hối hận lúc đan phi tình mê ý loạn cũng không biết giang trần mang nàng tới nơi nào xem xét bốn phía phát hiện một mảnh hắc ám phẳng phất đặt mình trong thế giới dưới lòng đất nhìn bộ dạng giang trần ngủ say chứng kiến đại nam hài kia bình tĩnh chìm vào giấc ngủ đan phi có một loại cảm giác kỳ quái cái này có lẽ mới là giang trần chân thật nhất a à, một đêm chinh phạt đan phi mới nếm thử hoan ái cũng rất mệt mỏi run rẩy đứng lên chỉ cảm thấy hai chân có chút không dám cất bước mặc xong quần áo đan phi lại khôi phục thân phận tiểu phi giang trần hy vọng một đêm này không khiến ngươi có tâm lý gánh nặng gì đan phi cũng biết lúc đó giang trần đã triệt để mê loạn căn bản không biết nàng là ai đã không biết đan phi cũng không muốn bởi vì sự tình một đêm này mà trói chặt giang trần tuy đan phi rất muốn cùng giang trần chung sống cả đời nhưng lại không muốn dùng loại phương thức này nàng không muốn làm cho giang trần cảm thấy nàng là vì cùng giang trần tư thủ cả đời mới chủ động hiến thân lấy hiến thân đến trói chặt một nam nhân dùng tự tôn của đan phi là làm không ra loại sự tình này một đêm này coi như ta nợ ngươi nếu không phải vì ta ngươi cũng sẽ không trúng độc nữ nhân đều kỳ quái như thế một khi giao thân thể cho một nam nhân mỗi một chi tiết đều sẽ vì người nam nhân này suy nghĩ ngồi xếp bằng tâm tình của đan phi cũng dần dần bình thản mỗi lần quay đầu nhìn giang trần ngủ say một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra nếu như có thể nàng hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng nếu như thời gian cứ như vậy đình chỉ chỉ ngừng ở thời khắc này vĩnh viễn xuống dưới đan phi sẽ cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới a à, giang trần có chút động thân đột nhiên mở mắt ra thoáng cái đầu óc triệt để tỉnh táo lại cái này tiểu phi huynh đệ tại sao là ngươi giang trần chứng kiến đan phi khoanh chân mà ngồi hơi có chút giật mình trí nhớ về tối hôm qua không ngừng tiến ra bàn thạch huynh Ngươi không có việc gì chứ?" Đan Phi cố gắng khắc chế cảm xúc trong nội tâm, nhàn nhạt hỏi, "Ta, ta có phải làm cái gì hay không?" "Tiểu Phi huynh đệ, ngươi, chỉ nhớ tối hôm qua, đến một khắc kia liền đình chỉ." Giang Trần mơ hồ cảm thấy, đêm qua mình làm rất nhiều chuyện hoang đường, trong mộng có một thân thể mềm mại hoàn mỹ, có một nữ tử khuynh thành, để cho mình ngắt lấy rất nhiều lần. Thế nhưng mà, đây hết thảy, thật là nằm mơ sao? Giang Trần không tin là nằm mơ, ánh mắt nhìn Đan Phi mang theo vài phần hỏi thăm. Đan Phi cười nhạt một tiếng, bàn thạch huynh, người đưa ta đến địa phương nào sao? Giờ thì có lẽ sắp đến rồi. Nếu không đi ra ngoài, chúng ta sẽ bị muộn. Đầu óc giang trần hỗn loạn, hắn từ trong lời nói của Tiểu Phi, cũng nghe ra một chút không đúng, thế nhưng mà đến cùng là ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Chuyện tối ngày hôm qua, rất rõ ràng, hẳn không phải nằm mơ. Chẳng lẽ, Tiểu Phi này là nữ nhân? Đầu óc giang trần oanh một tiếng, thoáng cái đã minh bạch rất nhiều vì cái gì tiểu phi không trúng độc vì cái gì dương khí trong cơ thể mình triệt để phóng thích đây hết thảy chỉ có một giải thích tiểu phi không phải nam nhi mà là nữ nhi nghĩ tới đây khuôn mặt sau mặt nạ của giang trần cũng có chút ít quẫn bách đây chính là hủy thanh bạch của một côn nương a à. bàn thạch huynh đi thôi đan phi biết rõ giờ phút này trong nội tâm giang trần nhất định có rất nhiều nghi vấn bất quá đan phi cũng không muốn giang trần mang quá nhiều gánh nặng tâm lý cho nên, nàng ý định vùi chuyện này trong đầu, vĩnh viễn phong tồn. Tiểu Phi, chuyện ngày hôm qua. Đan Phi khoát tay chặn lại, trong đời, tổng khó tránh khỏi có rất nhiều ngoài ý muốn. Chuyện ngày hôm qua, là ta thiếu bàn thạch huynh, hiện tại, cũng trả hết rồi. Chuyện cũ như mây khói, bàn thạch huynh không cần chú ý, nếu như người thẹn trong lòng, liền hung hăng đánh bại những đệ tử tông môn đáng giận kia. Đem oán khí của ta và ngươi, hết thảy phát tiết ở trên người bọn họ nếu ngươi dẫm nát tất cả đệ tử tông môn dưới chân, ngày khác cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, ta cũng cảm thấy vui mừng. Cả người Giang Trần mất trật tự rồi, đây là người ta thừa nhận mình là nữ nhi, cũng thừa nhận sự tình ngày hôm qua. Thế nhưng mà, nghe khẩu khí kia, hiển nhiên là không muốn bàn lại vấn đề này. Nhẹ nhàng thở dài, "Tiểu Phi, Bàn Thạch huynh ở trên lôi đài tiêu sái tự nhiên, như thế nào hôm nay nhăn nhó như thế? Thời gian không nhiều lắm rồi, mau đi ra a, à, nếu còn như vậy, ta ngược lại sẽ xem thường bàn thạch huynh. Giang Trần thấy nàng như thế, biết rõ không thể thay đổi, nhẹ gật đầu, thúc giục băng hỏa yêu liên, nối thẳng mặt đất. Hắn hôm qua ở thời khắc cuối cùng, bản năng tự nói với mình, không thể điên loan đảo phượng ở trong phòng. Cho nên, thúc giục băng hỏa yêu liên, đi thẳng tới thế giới dưới lòng đất. mươi 555, quách nhân vui quá hóa buồn một. Giờ phút này Đan Phi mới phát hiện, hai người mình trải qua một đêm, dĩ nhiên là điên cuồng trên một đóa hoa sen. Loại kinh nghiệm kỳ diệu này, làm cho tâm hồn thiếu nữ lại khẽ run lên. Nàng bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu Giang Trần rồi. Hoa sen này vậy mà có thể có rũi tự nhiên. Trong lúc nhất thời, Đan Phi chợt nhớ tới, vì cái gì Giang Trần ở lúc hỏa nha tàn sát bừa bãi, sẽ bình yên vô sự. Có hoa sen cổ quái này, Giang Trần độn xuống dưới đất, hỏa thiêu trăm dặm kia làm gì được Giang Trần. Hai người trở lại mặt đất, nhìn thời cơ, cách tập hợp chỉ còn một phút đồng hồ. Sau khi Đan Phi giao thân thể cho Giang Trần, tâm tính lo được lo mất của nữ nhi lúc trước, ngược lại đã quét sạch. Nàng không ngừng tự nói với mình, kể từ hôm nay, mình vẫn là tiểu phi huynh đệ, tuyệt không thể có bất kỳ thái độ nhi nữ tình trường nào, ảnh hưởng tới giang trần. Nữ nhân là thủy tố, là tính tình này, cũng ôn nhu như nước. Giờ phút này, tất cả ý niệm trong đầu đan phi, đều chỉ có một phương hướng, kia chính là không thể ảnh hưởng giang trần khảo hạch. Vì thế, nàng muốn mình giả bộ như kiên cường, vĩnh viễn không để sự tình ngày hôm qua, trở thành gánh nặng tâm lý cho giang trần trong tiểu viện của quách nhân một đám đệ tử tử dương tông tụ tập một đường thành lan người xác định hai tên gia hỏa kia đều không ở trong phòng quách nhân âm hiểm cười liên tục hỏi thành lan bởi vì đường huynh thành chân bị giang trần đánh một trận đối với giang trần hận đến tận xương tủy rất khẳng định gật đầu quách sư huynh ta mạo hiểm nguy hiểm bị đánh đi nhìn lén hai lần trong phòng của bọn hắn không có người toàn bộ tiểu viện trong trong ngoài ngoài Ta tìm khắp mấy lần, cũng không có người." Quách Nhân nhíu mày, "Việc lạ, bọn hắn có thể đi nơi nào?" Thành Lan cười quái dị nói, "Hay là không chịu nổi, chạy ra ngoài, đụng phải cấm chế huyền linh khu, bị trực tiếp diệt sát. Huyền linh khu này, ngoại trừ chỗ ở lại, cũng chỉ có Bách Chiến Đài là cho phép tiến vào. Khu vực khác đều bị liệt là cấm khu, ngay cả giám khảo cũng không dám xông loạn. Nếu võ giả khảo hạch xông loạn, nhất định chỉ có đường chết." Tiểu Du kia ngược lại chẳng hề để ý, "Quách sư huynh, ngươi cũng đừng quan tâm." Chúng thần tiên tiếu này, đừng nói võ giả thế tục, coi như là thần tiên, cũng khó nắm giữ. Dùng ta xem, hai người kia, nói không chừng đã ở mỗ hẻo lánh nào đó bọ thể bỏ mình rồi. Tính cách quách nhân cẩn thận, sống không gặp người, chết không thấy xác, trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn cảm thấy bất ổn. Đúng vậy a, à, quách sư huynh, dược hiệu kia bá đạo như vậy, tìm không thấy nữ nhân phát hiện, bọn hắn nhất định chỉ còn đường chết. Ta xem chúng ta cũng không nên tụ tập ở chỗ này. Vạn nhất dám khảo phát hiện có người mất tích, truy cứu tới cha đến trên đầu chúng ta thì sao quách nhân đối với chuyện này ngược lại không lo lắng cười lạnh nói cha cái rắm chết không có đối chứng cha như thế nào lại một gã đệ tử nói thời gian không sai biệt lắm đã đến đi bách chiến đài tập hợp trước a à, muộn sẽ khấu trừ trận thắng tất cả võ giả đều nhao nhao gật đầu đi đến bách chiến đài mới vừa tới ngoài bách chiến đài quách nhân đi ở phía trước đột nhiên dừng bước phía trước trên đại lộ đứng một thân ảnh như uyên đình chỉ nhạc khí thế bức người là hắn đệ tử của tử dương tông ở đằng sau mỗi một cái đều trợn mắt há hốc mồm thế nào lại là hắn hắn không phải chúng thần tiên tiếu bạo thể mà vong sao chẳng lẽ tiểu tử này đã tìm được nữ nhân phát tiết cái này cũng không đúng tối hôm qua cũng không có nữ đệ tử lưu vân tông nào bị ngắt a à. nói sau tối hôm qua bọn hắn bày ánh mắt khắp nơi chỉ cần thằng này dám đi ngắt nữ đệ tử nhất định sẽ bị phát hiện đã không có đi ngắt nữ đệ tử hắn chúng thần tiên tiếu là làm sao giải trừ vẫn là quách nhân chấn định, vung tay lên, ý bảo đồng môn đằng sau chấn định, không nên lộ ra sơ hở, cũng đừng không đánh đã khai. Quách nhân, thanh âm của Giang Trần đạm mạc, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được, sau lưng thanh âm này, ẩn chứa sát ý vô tận. Ngươi không cần giải thích, cũng không cần chống chế. Là nam nhân, liền thừa nhận a, à, thừa nhận cái gì, quách nhân cười lạnh, hắn mới không có ngu như vậy. Ngươi chống chế cũng không sao, mặc kệ có phải ngươi làm hay không. Món nợ này, ta đã ghi lên trên đầu ngươi, từ giờ trở đi, người tốt nhất thời thời khắc khắc cầu nguyện, không nên rút thăm chúng ta. Bằng không thì kết quả của ngươi nhất định sẽ thảm hơn thành chân. Giang Trần Hử lạnh, hai chân điểm một cái, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong hư không, âm thanh cảnh cáo lại vang lên lần nữa. Hôm nay tất cả người ở đây, nếu như ai thành khẩn nhận sai, ta có thể tha thứ. Nếu không, hôm nay người xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần lên lôi đài gặp ta, thì tự cầu nhiều phúc a. À, đây cũng không phải cảnh cáo, mà là trắng trợn uy hiếp con mẹ nó thật cuồng một gã đệ tử tử dương tông nhịn không được mắng điều này sao có thể hắn làm sao hắn giống như một chút việc cũng không có tiểu du kia lắp bắp sắc mặt sám ngoét kế sách là hắn hiến dược vật cũng là hắn cho ra thần tiên tiếu này lúc trước hắn đã từng thử qua đây tuyệt đối là khủng bố hắn vì nịnh nọt quách nhân lúc này mới dâng ra một chút nếu như không phải vì nịnh nọt đồng môn sư huynh hắn căn bản không bỏ được dâng ra dược vật quý giá như thế Thế nhưng mà, chứng kiến người ta sinh long hoạt hổ như vậy, Tiểu Du biết kế sách của mình mất đi hiệu lực rồi. Nhìn ánh mắt đám đồng môn chất vấn, Tiểu Du cả giận nói, "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ dược vật của ta còn giả sao? Các ngươi ai không tin, có thể thử xem." "Im ngay." Quách Nhân mắng to, "Ở trước mặt mọi người thảo luận chuyện này, không phải không đánh đã khai sao? Dùng thực lực của đối phương, nếu như núp trong bóng tối không xa, Tiểu Du nói, rất có thể đã bị đối phương nghe thấy." tựa hồ tiểu du cũng ý thức được mình thất thố nhưng lại lẩm bẩm nói dù sao đồ vật khẳng định không có vấn đề nhất định là có nguyên nhân cổ quái khác kỳ thật quách nhân cũng không nghi ngờ dược vật có vấn đề hắn suy đoán thằng này hẳn là đã tìm được nữ nhân phát tiết chẳng lẽ tất cả ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm thằng này đi chỗ lưu vân tông thâu hương thiết ngọc thoáng cái quách nhân trở nên nghi thần nghi quỷ chuyện này dừng ở đây ai cũng không được nghị luận nữa quách nhân hạ lệnh đệ tử khác đều nhao nhao gật đầu, nghị luận nữa thật có thể lòi đuôi rồi. Tuy đây cũng không phải sự tình không được gì, chỉ khi nào có người truy cứu tới, chắc chắn sẽ có người chịu tội thay, muốn không may. Thành Lan nhút nhát e lệ hỏi, Quách Sư Huynh, vừa rồi tiểu tử kia uy hiếp chúng ta. Chúng ta có mười mấy người, tuy xác suất đụng phải hắn ở trên lôi đài không cao, nhưng cũng là có khả năng A. Vạn nhất ở trên lôi đài gặp được, tiểu tử kia tâm. Ngoan thủ lạt. mươi 556, Quách Nhân vui quá hóa buồn hai. Quách nhân hử nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn làm phản đồ, bán đứng đồng môn? Thành Lan vội nói, ta cùng hắn bất cộng đái thiên, làm sao có thể? Quách sư huynh, ta là lo lắng người khác gánh không được, vụng trộm đi mật báo. Ánh mắt quách nhân âm trầm, quét một vòng, nhớ kỹ, nếu như ai ở sau lưng ta vụng trộm đi mật báo, là đối địch cả tử dương tông. Các ngươi nhìn xem xử lý A, đệ tử tử dương tông khác, nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, tiến thối lưỡng nan không mật báo, vạn nhất ở trên lôi đài gặp phải, nhất định sẽ bị đánh chết. người ta đã nói rồi, kết cục so với thành chân còn thảm hơn. thành chân cơ hồ là bị đánh cho bán thân bất toại, càng thảm hơn, chẳng phải là đánh chết, nhưng nếu mật báo, chẳng khác gì bán đứng đồng môn, bộc lộ ra, nhất định cũng sẽ bị đồng môn đánh chết. trong lúc nhất thời, nguyên một đám đệ tử tử dương tông tham dự việc này, đều xoắn xuýt vô cùng, ai cũng không nghĩ tới, một võ giả thế tục, vậy mà có thể khiến bọn hắn giày vò như vậy trở lại bách chiến đài khí chất của giang trần rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều trải qua chuyện ngoài ý muốn tối hôm qua làm cho giang trần tỉnh táo hơn rất nhiều lúc trước hắn một mực cẩn thận làm việc lại không nghĩ rằng vẫn không cẩn thận lật thuyền xem ra thế giới tông môn này nhân tâm hiểm ác quả nhiên không có đơn giản như vậy trước kia vẫn là mình đánh giá thấp thế giới tông môn hiểm ác đánh giá thấp đệ tử tông môn âm hiểm đan phi ở bên người giang trần cũng khoanh chân mà ngồi lại có thể cảm nhận được cổ lãnh ý kia của giang trần nàng biết rõ giang trần là hoàn toàn bị đệ tử tông môn chọc giận một giang trần tức giận một nam nhân chính thức nổi giận làm cho đan phi cũng cảm giác được tim đập nhanh nàng biết rõ lần này những đệ tử tử dương tông kia chỉ sợ là sẽ xui xẻo bất quá tiếp qua vài ngày lại rất kỳ quái danh tự của giang trần luôn ở lúc một ngày sắp kết thúc mới bị rút ra thời gian lưu cho giang trần nhiều lắm là hoàn thành năm ba lần khiêu chiến như thế, liên tiếp 5 ngày trôi qua, cộng thêm 2 ngày trước 30 tháng liên tiếp, tổng cộng 7 ngày, cũng mới vừa vặn lấy được 45 trận thắng liên tiếp. Dù Giang Trần chỉ độn thế nào, cũng phát giác được ra, tên của mình, nhất định là bị dở trò quỷ. Một ngày có thể nói là ngoài ý muốn, hai ngày cũng có thể coi là trùng hợp. Liên tục 5-6 ngày, đều là lúc một ngày sắp kết thúc mới bị rút ra. Cái này rõ ràng cho thấy có người cố ý áp chế thời gian của hắn, không muốn cho hắn sớm bị rút ra, lại hoàn thành một loạt thắng liên tiếp đáng sợ. Chỉ cần mỗi ngày thời gian hắn bị rút ra sắp hết, vậy không gian hắn phát huy liền không nhiều lắm. Nhiều lắm là lấy năm ba liên thắng, thời gian liền hết. Ngày hôm sau, lại như vậy nữa. Hừ, dùng loại thủ đoạn này, áp chế tiết tấu khiêu chiến của ta, áp xúc thời gian khiêu chiến của ta. Tử Dương Tông, thật đúng là mánh khoái thông thiên A. À. Giang Trần không phải loại người thích nén giận, ngày hôm nay thời gian trận đấu chấm dứt, hắn trực tiếp tìm đến Phương Đại Nhân, Phương đại nhân, ánh mắt Giang Trần nhàn nhạt, nhìn qua người phụ trách mặt không biểu tình kia. Ha ha, thiên tài thế tục, bàn thạch yêu nghiệt, 45 trận thắng liên tiếp, rất không tồi, rất không tồi. Phương đại nhân ngược lại rất khách khí. Nói đi, tìm ta có chuyện gì không? Ta chỉ muốn hỏi Phương đại nhân, áp xúc thời gian xuất hiện của ta, để cho tên của ta mỗi ngày đều xuất hiện ở cuối cùng, là ý tứ của Phương đại nhân, hay là thủ đoạn của giám khảo khác? Giang Trần nói thẳng. Phương đại nhân hơi có chút kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Giang Trần nửa ngày, mới ha ha nở nụ cười, người đây là suy đoán, hay có chứng cơ chắc chắn. Giang Trần thản nhiên nói, muốn tìm được chứng cớ cũng không khó. Phương đại nhân nhịn không được cười lên, thẳng thắn gật đầu, người đã biết rồi, bổn tọa cũng nói rõ. Đích xác, chuyện này là ta thao túng. Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cho rằng Phương đại nhân sẽ không thừa nhận. Nghe hắn thừa nhận, Giang Trần nhướng mày, có lý do gì không? Có, bất quá khẳng định không giống lý do mà ngươi nghĩ phương đại nhân cười nhạt một tiếng ta đoán ngươi nhất định cảm thấy ta là người trong tông môn áp súc thời gian của ngươi là vì chèn ép xu thế quật khởi của ngươi gián tiếp giúp thiên tài tông môn khác ăn gian đúng không chẳng lẽ không phải giang trần không khách khí hỏi lại phương đại nhân than nhẹ một tiếng nếu ngươi nghĩ như vậy vậy thì thôi ngày mai bắt đầu ta sẽ không làm như vậy nữa trả lại công bình cho ngươi chỉ có điều, người trẻ tuổi, ngươi có phát hiện hay không, tuy xu thế của ngươi bị áp chế, thời gian bị áp xúc, nhưng mà, cho tới bây giờ, cũng không có người vượt qua thành tích của ngươi, cũng không có người vượt qua tốc độ khiêu chiến của ngươi sao. Giang Trần cẩn thận tưởng tượng, chính xác là có chuyện như vậy. Trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ phương đại nhân này làm, cũng không phải vì chén ép mình. Ở huyền linh khu, ưu thế của ngươi quá rõ ràng. Nếu như đã vững vàng thứ nhất, cần gì phải dùng phương thức khoa trương như vậy, chỉ kéo tới cửu hận mà thôi đệ tử bốn đại tông môn quan hệ rắc rối khó gỡ người ở nơi này danh tiếng quá thịnh thanh danh không ngừng rơi vào địa linh khu thiên linh khu chẳng lẽ ngươi hy vọng còn không có tiến vào hai địa phương kia liền không duyên cớ đưa tới vô số địch ý buổi nói chuyện này làm cho nội tâm giang trần đại động lại nhìn phương đại nhân kia chỉ thấy ánh mắt đối phương thanh tịnh không một chút âm mưu quỷ kế trái lại chỉ có một loại khí độ đại công vô tư chẳng lẽ mình hiểu lầm dụng ý của phương đại nhân này Phương đại nhân than nhẹ một tiếng, đệ tử thế tục, có thể có thiên phú như ngươi, quả thực không dễ. Chỉ là, ngươi ở trong tông môn không có bất kỳ căn cơ, xu thế quật khởi quá hung mãnh, lại chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là, quá cứng dễ gãy. Cái thế này của ngươi, áp xuống một chút, lại chưa hẳn không phải chuyện tốt. Phương đại nhân thấy người trẻ tuổi kia cũng không quá nóng nảy, nên nhẫn nại giải thích. Hắn là xuất phát từ hảo tâm, muốn che chở thiên tài thế tục chân chính, có thể thuận lợi phát triển, mà không phải ở trong quá trình quật khởi, đưa tới vô số chèn ép. Dùng hiểu rõ của Phương Đại Nhân đối với đệ tử Tông Môn, nếu danh tiếng của đệ tử thế tục này quá thịnh, một khi để cho thiên tài Tông Môn cảm nhận được nguy cơ. Như vậy, những thiên tài Tông Môn kia nhất định sẽ tìm hết cách, ra tay chèn ép. Tuy Phương Đại Nhân là người trong Tông Môn, nhưng lại không muốn chứng kiến sự tình này phát sinh. Giang Trần im lặng, không người cúi đầu. Phương Đại Nhân dụng tâm lương khổ, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi đắc tội, xin ngài rộng lòng tha thứ. Chương 557, quách nhân trong sụp đổ. Phương đại nhân tiêu sái cười cười, tốt, người thiếu niên có thể có khí độ như ngươi, cũng coi như khó được. Nhớ kỹ, co được giãn được mới là đại trượng phu. Ngươi cùng đệ tử tử Dương Tông có ân oán, bổn tọa cũng nghe thấy. Bổn tọa có thể cam đoan, sẽ không thiên vị bất luận ai. Ân oán giữa các ngươi, ở trên lôi đài giải quyết. Bên giám khảo, quyết sẽ không nhúng tay. Ngươi cũng biết, Giang Trần kinh ngạc, hắn cho rằng việc quách nhân làm thần không biết quỷ không hay. Phương đại nhân thản nhiên nói, mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng chân tướng lại tinh tường. "Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật ở trên lôi đài, có thể báo thù rửa hận, ai cũng không thể tìm ngươi làm phiền." Những ngày này, Giang Trần ngược lại có chút bị cửu hận che mắt lý trí. Nghe Phương đại nhân nói chuyện, đầu óc cũng tỉnh táo lại. "Đúng vậy a, à, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. 3 tháng có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều cơ hội." cần gì phải nóng lòng nhất thời từ biệt phương đại nhân trở về chỗ ở giang trần triệt để tỉnh táo lại từ khi xảy ra sự tình đêm đó mỗi ngày đan phi đều cố ý giữ vững khoảng cách nhất định cùng giang trần sau khi trở lại sân nhỏ liền đi về phòng tuyệt không nói chuyện nhiều cũng không phải đan phi giả bộ mà là nàng biết rõ sau khi sự tình đã xảy ra lại đi gian phòng của giang trần khó tránh khỏi sẽ để cho giang trần phân tâm đan phi không muốn ích kỷ như vậy càng không muốn để cho giang trần xem thường mình cảm thấy nàng là một nữ tử thủy tính dương hoa. Mấy ngày nay, những đệ tử Tử Dương Tông tham dự hãm hại Giang Trần kia, đồng dạng trải qua vô cùng dày vò. Liên tục vài ngày, bọn người Thành Lan căn bản không dám về tiểu viện, thậm chí ngay cả dũng khí đến gần cũng không có. Hắn lo lắng, mình trở lại tiểu viện, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, những ngày này, bọn người Thành Lan cùng Giang Trần ở chung một tiểu viện, đều là ăn nhờ ở đậu, tuy khiến người phiền chán, nhưng mà không có biện pháp cho bọn họ lá gan lớn như trời cũng không dám trở về đừng nói bọn người thành lan coi như là quách nhân cũng có chút chờ đợi lo lắng hắn lo lắng mình sẽ bị giang trần rút thăm chúng không phải quách nhân sợ phiền phức mà là hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy võ giả thế tục này thật sự là nhìn không thấu hắn thật sự không rõ thần tiên tiếu kia là cởi bỏ như thế nào chính là bởi vì trên người võ giả thế tục này khắp nơi lộ ra cổ quái cho nên trong nội tâm quách nhân cảm thấy không có ngọn nguồn hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, đối phương chỉ dựa vào một chiêu trong thanh minh sinh tử ấn, liền lấy 45 trận thắng. Phần tu vi này, mặc dù quách nhân hắn lại tự tin, cũng biết lẫn nhau cách biệt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khả năng khở dại cho rằng, người ta trước trước sau sau chỉ biết một chiêu. Điều này sao có thể, vũ kỹ lại thiếu, cũng không có khả năng chỉ biết một chiêu. Thời gian chờ đợi lo lắng, liên tục qua 4 năm ngày, trong nội tâm quách nhân bực bội, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại suy yếu rồi hắn biết rõ vấn đề này không giải quyết sẽ vĩnh viễn quấn ở trong lòng trở thành tâm ma của hắn càng sợ hãi ở trên lôi đài ta ngộ đối phương loại lo lắng này tích lũy tháng ngày sẽ càng có khả năng trở thành tâm ma vì thế quách nhân có chút cơm nước không vào không được lại như vậy nữa tâm ma vừa thành ta tất sụp đổ quách nhân rất rõ ràng mình lại tiếp tục như vậy dù không có ở trên lôi đài gặp phải yêu nghiệt thế tục kia tâm lý của mình cũng hỏng mất Tâm ma, là đồ vật nhìn không thấy sở không được, nhưng lại phi thường đáng sợ. Một khi sinh ra, liền căn bản không cách nào ngăn cản tâm ma hình thành. Muốn chém tâm ma, nhất định phải bỏ ngọn nguồn sinh ra tâm ma. Yêu nghiệt thế tục này, hoặc là diệt sát, hoặc là kéo vào trận doanh bên ta. Phải giải quyết dứt khoát, nhanh xử lý sớm. Trong nội tâm quách nhân rất rõ ràng, ngọn nguồn tâm ma của mình, là yêu nghiệt thế tục kia. Giết hắn, ám toán hắn, từ kinh nghiệm trước kia, khả năng cũng không lớn, trừ khi trong tông môn có sư huynh cường đại hơn, hàng lâm huyền linh khu, chém giết kẻ này. Quách nhân cũng biết, này là mình mơ mộng hão huyền, căn bản không có khả năng. Giết không được, chỉ có thể dùng kế sách dụ dỗ, thu mua hắn. Tên kia, tính tình vừa thối lại cứng, đối với Tử Dương tông ta chẳng thèm ngó tới. Muốn thu mua hắn, nói dễ vậy sao? Hôm nay ta cùng hắn thế như nước lửa, ta đi thu mua hắn, chỉ sợ huyên náo càng cương. Bỗng nhiên Quách nhân nghĩ tới một người, một phút đồng hồ sau quách nhân đi tới khu vực giám khảo gõ cửa một gian phòng ở đây là chỗ một giám khảo đến từ tử dương tông tuy không phải chủ sự nhưng cũng là người phụ trách có quyền thế giám khảo kia mở cửa nhìn thấy là quách nhân hơi có chút ngoài ý muốn quách nhân sao ngươi lại tới đây sau khi quách nhân đi vào đóng cửa lại buồn rầu nói đạo ngôn sư thúc đệ tử gặp đại phiền toái rồi như thế nào nói vậy đạo ngôn sư thúc này đối với quách nhân vẫn rất coi trọng cũng tràn ngập chờ mong đây hết thảy, đều bởi vì yêu nghiệt thế tục kia mà lên. Đạo ngôn sư thúc thở dài, quách nhân, nếu ngươi muốn cầu ta giúp ngươi ăn gian, chèn ép yêu nghiệt thế tục kia, chỉ sợ không được. Lần tuyển bạt này, bốn đại tông môn kiềm chế lẫn nhau, dò xét lẫn nhau. Nếu như ta dùng công mưu tư, nhất định sẽ bị giám khảo tông môn khác vạch tội. Quách nhân vội nói, đệ tử sao dám để cho sư thúc làm chuyện như vậy? Vậy là chuyện gì? Đạo ngôn nghe nói không phải để hắn ăn gian, tâm tỉnh cũng buông lỏng chút ít. Sư thúc, ta cùng với yêu nghiệt thế tục kia kết thù kết oán. Hắn tuyên bố nếu như ta cùng với hắn gặp nhau trên lôi đài, hắn sẽ để cho kết cục của ta thảm hơn thành chân. Việc này cũng là bởi vì ta ám toán hắn trước, cho nên đã trở thành tâm ma của ta. đệ tử lo lắng như vậy xuống dưới, tâm ma sẽ thôn phệ đệ tử. Lúc này Quách Nhân cũng không dám ngang ngạnh, thành thành thật thật nói rõ tình huống. Sau khi đạo ngôn nghe xong, thở dài một tiếng, Quách Nhân à Quách Nhân, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì mới tốt ngươi đang êm đẹp trêu chọc hắn làm gì chứ quách nhân phiền muộn nói đệ tử một lòng chờ mong danh hiệu quán quân của khảo hạch huyền linh khu tên súc sinh này không biết ở đâu xuất hiện lại muốn hủy đại sự của ta sư thúc ngươi nói ta có thể nhẫn sao đạo ngôn thở dài nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu yêu nghiệt thế tục này thiên phú siêu quần hiện tại tất cả giám khảo đều chắc chắn hắn sẽ đoạt quán quân nếu như đã không cách nào ngăn cản ngươi cần gì phải bỏ ngựa đấu xe Người thật ghét hắn, hận hắn, có thể chờ hắn đến địa linh khu, lại nhờ cường giả đồng môn thu thập. Hơn nữa, tiểu tử này quá cường thế, thích làm náo động, không biết đạo lý quá cứng dễ gãy. Đã đến địa linh khu, thiên linh khu, nhất định khiến những thiên tài tông môn kia không dung. Hắn vẫn lạc, là sự tình sớm muộn. N. Chương 558, người uy hiếp ta. 1. Hiện tại quách nhân không có tâm tư nghe những chuyện này, hắn hiện tại, cách nghĩ duy nhất là giải quyết vấn đề tâm ma, sư thúc, xin ngươi chỉ điểm, đệ tử phải làm như thế nào? Đạo ngôn trầm mặc một lát hỏi, dùng chính ngươi phỏng đoán, nếu như ở trên lôi đài cùng hắn đối chọi, có mấy phần nắm chắc, quách nhân cười khổ, lời nói thật, nếu không có tâm ma, còn có ba bốn phân. Hôm nay, lại nửa phần cũng không có. Câu trả lời này, đạo ngôn cũng không ngoài ý muốn. Đánh lén ám toán, có thể có mấy phần nắm chắc, quách nhân cười khổ, trước kia ta cảm thấy nắm chắc mười phần, kết quả vẫn là thất thủ thằng này cực kỳ quỷ dị đệ tử thực nhìn không thấu hắn nói như vậy đánh cũng đánh không lại ám toán cũng ám toán không được cái kia chỉ còn hai lựa chọn đạo ngôn sư thúc cười khổ nói hai lựa chọn nào xin sư thúc chỉ giáo một gặp trên lôi đài chủ động nhận thua cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội nếu như ngươi có thể nhớ kỹ chuyện nhục nhã này biết hổ thẹn rồi sau đó dũng đối với đạo tâm của ngươi là một loại ma luyện nhưng mà cử động lần này cũng có phong hiểm một khi ngươi nhận thua thế tất bị khắp nơi cười nhạo loại cảm giác xỉ nhục này nếu như ngươi gánh không nổi ngược lại sẽ trở thành tâm ma càng ngoan cố của ngươi triệt để phá hủy võ đạo chi tâm của ngươi quách nhân nghĩ chốc lát tựa hồ cảm giác đạo tâm của mình không có cường đại như vậy cười khổ nói sư thúc lựa chọn thứ hai là cái gì lựa chọn thứ hai cũng chỉ là một lựa chọn có hiệu quả hay không thì không thể nói trước tựa hồ đạo môn sư thúc cũng không nắm chắc xin sư thúc chỉ rõ Bây giờ quách nhân là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lựa chọn thứ hai này là do ta ra mặt, lén tiếp xúc yêu nghiệt thế tục này, hứa dùng chỗ tốt, trước ổn định hắn, tốt nhất là tốn chút tiền tài thu mua hắn, nịnh nọt hắn, vừa dùng lý, lại động tình, cầu đạt thành giao dịch, bỏ đi địch ý của hắn đối với các ngươi. Cái này kỳ thật cũng là phương pháp trước kia quách nhân nghĩ tới, hắn đến tìm sư thúc chính là muốn mời đạo ngôn sư thúc xuất mã. Với tư cách giám khảo, đạo ngôn sư thúc xuất mã so với hắn càng có sức thuyết phục càng có thể đại biểu tử dương tông sư thúc vẫn là tuyển biện pháp thứ hai a lần này ta thí luyện mang đồ vật không nhiều lắm bất quá trở lại tông môn ta có một cây hỏa dập thảo ngàn năm nguyện cùng sư thúc cộng hưởng quách nhân cũng biết muốn sư thúc tận tâm tận lực không xuất huyết đó là không có khả năng ân ta hết sức nỗ lực quách nhân gật đầu chỉ cần sư thúc tạm thời cùng hắn đạt thành hiệp nghị ổn định hắn trở về sau đến địa linh khu thậm chí thiên linh khu ta nhất định sẽ tìm sư huynh khác đòi lại cả vốn lẫn lãi quách nhân nghiến răng nghiến lợi hắn lựa chọn tạm thời thỏa hiệp cũng không phải thật sự muốn thỏa hiệp chỉ là muốn tạm thời ổn định giang trần chỉ cần qua kiếp này dùng tâm tính của quách nhân nhất định sẽ làm cho đối phương nhổ ra cả vốn lẫn lãi ai đã có giáo huấn lần trước trong ngoài tiểu viện giang trần bày vài đạo phòng tuyến đột nhiên cảm giác được có người tiến vào sân nhỏ giang trần lập tức bị kinh động quát thân thể như mũi tên bắn ra chỉ thấy ngoài tiểu viện có một đạo thân ảnh đứng thẳng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt tiểu hữu có thể nói vài câu hay không đêm hôm khuya khoát khách không mời mà đến chỉ sợ là lai giả bất thiện giang trần không có hứng thú cùng hắn dày vò khốn khổ ngươi là tự mình đi hay muốn ta đưa chấp pháp giả tới giang trần nhíu mày hỏi tiểu hữu không nên hiểu lầm ta không có ác ý gì chỉ là nhận ủy thác của người đến nói chuyện cùng tiểu hữu làm người hòa giải người hòa giải giang trần cười lạnh ai ủy thác ngươi tới tiểu hữu an tâm một chút chớ vội dùng thiên phú của ngươi nhất mộ phong vân tất hóa rồng cần gì phải ở huyền linh khu đấu cái nhất thời chi khí ai mời ta đến đều không sao cả lão phu với tư cách giám khảo huyền linh khu đều theo lẽ công bằng xử lý mâu thuẫn hôm nay lão phu đến là muốn khích lệ tiểu hữu một câu lui một bước trời cao biển rộng lui một bước trời cao biển rộng giang trần cười một tiếng nếu như ta lui một bước, bọn hắn lại muốn lấn lên mười bước. Đừng quanh co lòng vòng, có phải quách nhân nhờ ngươi tới hay không? Ha ha, tiểu hữu là người biết chuyện. Ngươi trở về nói cho hắn biết, có chút mấu chốt là vượt qua không được, một khi vượt qua, cái kia chính là không chết không ngớt. Ngươi là giám khảo, ta kính ngươi ba phần. Bất quá, ta tin tưởng việc này, cũng không phải hành vi chính thức, nếu không cần gì che mặt mà đến. Tiểu hữu thật đúng là sắc bén, lão phu bội phục. Sự tình trước kia, bọn hắn cũng rất hối hận, cho nên lần này ủy thác lão phu đến cũng là muốn nhìn xem có thể đền bù hay không nếu tiểu hữu có yêu cầu gì cứ việc nói giang trần khoát tay chặn lại quát im ngay nguyên tắc của ta sao có thể lấy ra cò kè mặc cả trở về nói cho quách nhân hắn có thể làm là cầu nguyện không nên ở trên lôi đài gặp được ta nói đến thế thôi không tiễn giang trần nóng tính thuyết khách người hòa giải cuối cùng còn không phải một ít siếc của tử dương tông Giang Trần dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, giám khảo che mặt này, nhất định là người từ Dương Tông, được Quách Nhân nhờ vả. Hơn nữa, dùng Giang Trần hiểu rõ đệ tử Tông Môn, cái gọi là hòa giải, cũng chỉ là lá mặt lá trái. Chờ qua chuyện này, bọn hán thế tất sẽ lộ ra răng nanh, trở mặt không nhận. Loại người như Quách Nhân, là rắn rết chi tâm, căn bản không có khả năng thành tâm thành ý hòa giải. Hơn nữa, chuyện ngày đó, tuyệt đối là phá tan điểm máu chốt của Giang Trần thanh bạch của một nữ tử, liền phá hủy ở trong tay của hắn. Tuy người ta một mực không nói, thế nhưng mà nội tâm Giang Trần rất rõ ràng. Đây đối với một nữ hài mà nói, là hy sinh lớn cỡ nào? Chẳng lẽ, thanh bạch một nữ tử vô tội, chỉ một câu hòa giải là có thể bỏ qua sao? Giang Trần là quả quyết sẽ không đáp ứng. Nghe Giang Trần nói như vậy, người bịt mặt kia nhướng mày, tiểu hữu, thật không có chỗ trống không? Giang Trần cười lạnh một tiếng, trừ khi hắn chết. Người bịt mặt kia ngữ khí phát lạnh, chết. Ngươi cho rằng hắn chết, việc này liền xong. Ta cho ngươi biết, họa chỉ sẽ càng lớn. Ngươi giết một đệ tử tử dương tông, là đút tổ ong vỏ vẽ. Quách nhân này, ở tông môn nhân duyên vô cùng tốt. Ngươi giết hắn, ngày sau ở địa linh khu, thiên linh khu, sẽ lọt vào trả thù vô tận. Ngươi có thiên phú tốt, cần gì phải vì một ít khí phách chi tranh, mà tự hủy tương lai, phá hỏng con đường phía trước của mình. Du thuyết không thành, người bịt mặt này liền dùng uy hiếp. Giang Trần cười ha ha, Ta có đường của ta, ai có thể phá hỏng? Ta có tiền đồ của ta, ai có thể hủy? Tổ ong vỏ vẽ, thật sự là chê cười. Võ đạo chi lộ, đừng nói tổ ong vỏ vẽ, dù long ổ phượng. Sao, chỉ cần ngăn cản đường ta đi, cũng sẽ chụp chết. Chương 559, người uy hiếp ta? Hai. Giám khảo che mặt kia bái kiến cùng vọng, lại chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Tức đến thiếu chút nữa thổ huyết, cười lạnh liên tục, hảo 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 xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái gọi là thiên tài này, cuối cùng sẽ chết thảm cỡ nào. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay bắt đầu, tử dương tông, sẽ điều động hết thảy nhân tố, hết thảy năng lượng chèn ép ngươi, phong sát ngươi. Ngươi đợi tài quyết chi kiếm của tử dương tông, chém xuống đầu chó của ngươi a. Giám khảo che mặt này, cũng trở mặt như lật sách, khẩu khí âm lãnh, đe dọa nói. Chính như trước kia Giang Trần đe dọa bọn người quách nhân, Giám khảo này cũng định dùng phương thức đe dọa, ở trong nội tâm Giang Trần lưu lại hạt giống sợ hãi, chế tạo tâm ma. Bất quá, tâm lực của Giang Trần lại không phải loại phế vật như Quách Nhân có thể so sánh. Hắn tu luyện bản thạch chi tâm, đối với loại đe dọa này hoàn toàn không sợ. Cười nhạt một tiếng, ta chờ. Hiện tại ta tiễn đưa người một chữ, cút. Một tiếng cút này, đột nhiên giống ra, như sấm mùa xuân nổ, cuồn cuộn liên tục, trong lúc nhất thời lôi âm trận trận, truyền khắp dốc núi sắc mặt giám khảo kia đại biến, thầm mắng một tiếng tiểu tử giảo hoạt. Nào dám dừng lại, hai chân điểm một cái, so với con thỏ chạy trốn còn nhanh, giống như bay đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, tự nhiên có thâm ý sâu sắc. Vì chính là kinh động toàn bộ huyền linh khu, kinh động khu giám khảo, đưa tới chấp pháp giả. Nói trắng ra, là hãm hại giám khảo che mặt mà đến kia. Hắn đêm hôm khuya khoát đến chỗ ở của võ giả khảo hạch, uy hiếp chèn ép võ giả khảo hạch, nếu bị bắt lấy tay cầm, đây tuyệt đối là thiên đại tai họa, thế tất bị ba đại tông môn khác vạch tội. Cho nên, nghe Giang Trần hét lớn một tiếng, giám khảo kia đã biết rõ đại sự không ổn, cuống quýt ly khai. Lúc này, Đan Phi cũng đẩy cửa đi ra. Bàn thạch huynh, ngông nghênh bong bong, để cho người bội phục. Người này đích thị là giám khảo xuất thân tử Dương Tông, vừa đấm vừa xoa, là muốn bức ngươi thỏa hiệp, tuyệt không phải thật tâm muốn hòa giải. Giang Trần cười nhạt một tiếng, sao ta nhìn không ra điểm ấy thủ đoạn của bọn hắn cái này chứng minh cái gì? chứng minh quách nhân kia sợ hãi, quách nhân trí lớn nhưng tài mọn, căn bản không có khả năng thành tựu đại đạo, đạo tâm yếu ớt như thế, chỉ sợ bàn thạch huynh đe dọa đã trở thành tâm ma của hắn rồi. như vậy xuống dưới, chỉ sợ không cần bàn thạch huynh động thủ, quách nhân này cũng không chiến tự tan. giang trần đồng ý, gật gật đầu, đưa đến cứu binh, xem ra quách nhân kia đã cùng đường. nay ta cự tuyệt hắn, chỉ sợ sau này phải chú ý một chút, để phòng hắn chó cùng dứt dậu tâm ma hình thành, sẽ rất khó trừ đi. Muốn trừ tâm ma, nhất định phải bỏ ngọn nguồn tâm ma. Giang Trần biết, một khi quách nhân vô kế khả thi, nhất định sẽ bị quá hóa liều, đến diệt trừ tâm ma chi nguyên. Hai người đang nói chuyện, ngoài tiểu viện truyền đến tiếng bước chân ẩm ý, là chấp pháp giả tuần tra ban đêm nghe tiếng chạy tới. Giang Trần mở cửa ra, một đám chấp pháp giả, dưới sự dẫn dắt của phương đại nhân đi đến. Vừa rồi nghe có tiếng thét, là các ngươi phát ra sao, ngữ khí của phương đại nhân uy nghiêm, phảng phất như không biết Giang Trần, một bộ giải quyết việc chung. Giang Trần thản nhiên gật đầu, bẩm đại nhân, vừa rồi có một người bịt mặt, tự xưng là giám khảo huyền linh khu, lại đại biểu tử Dương Tông đến. Uy hiếp ta, kính xin Phương Đại Nhân làm chủ. Phương Đại Nhân nhớ mày, còn có chuyện như vậy. Chắc chắn 100%, có bạn cùng phòng làm chứng. Phương Đại Nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Đan Phi. Đan Phi không sợ, đón ánh mắt của Phương Đại Nhân. Kiên định nói, võ giả thế tục chúng ta, tuy xuất thân thấp hèn, lại không phải phế vật mặc người đắn đo người nọ tự xưng giám khảo lại khắp nơi đứng ở trên lập trường tử dương tông chèn ép chúng ta ta ngược lại muốn hỏi phương đại nhân thi đấu tuyển bạt này thật sự như bốn đại tông môn quảng cáo nói công bình sao phương đại nhân gật gật đầu những người khác trong viện này đâu không biết bọn hắn đêm không về ngủ mỗi ngày như thế không biết đang làm chuyện gì đan phi trả lời phương đại nhân quát truyền tất cả giám khảo toàn bộ đến nơi đây tập hợp lập tức có chấp pháp giả nhao nhao ra ngoài thông chi giám khảo khác. Giám khảo này, có một hai trăm người, đều đến từ bốn đại tông môn. Rất nhanh, nhóm giám khảo liền tới đông đủ. Phương Đại Nhân là người tổng phụ trách huyền linh khu, hắn hạ lệnh, giám khảo khác không thể không đến. Chư vị, vừa rồi hai vị võ giả khảo hạch này nói, có giám khảo tới đây uy hiếp bọn hắn. Bổn tọa muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai to gan như vậy? Giám công nhiên phá hư quy củ. Một mình tiếp xúc võ giả khảo hạch, còn mở miệng uy hiếp. Phương đại nhân cũng là mượn đề tài để nói chuyện hắn không phải người tử dương tông tự nhiên không có khả năng đứng trên lập trường của tử dương tông bao che người tử dương tông toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả giám khảo đều không nói lời nào nhưng trong nội tâm lại nhắc lên sóng gió động trời ai vậy a à? lá gan lớn như vậy giám công nhiên uy hiếp võ giả khảo hạch người đem chuyện đã xảy ra nói một câu phương đại nhân nói với giang trần giang trần từ trong ánh mắt của phương đại nhân đọc được một tia cổ vũ biết rõ phương đại nhân là cổ vũ hắn làm lớn vừa rồi ta ở trong phòng tu luyện lại nghe có người xuất hiện ngoài tiểu viện nói là đại biểu người tử dương tông đến du thuyết sau khi du thuyết không thành lập tức trở mặt uy hiếp nói muốn điều động hết thảy lực lượng của tử dương tông chèn ép ta phong sát ta cho nên ta hoài nghi người này là một vị giám khảo xuất thân tử dương tông phương đại nhân đã ủng hộ giang trần tự nhiên không ngại ném tử dương tông lên kệ nướng tiểu tử, không nên ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cớ sao? Không có chứng cớ là vụ oan hãm hại. Tử Dương Tông ta quang minh lỗi lạc, cần uy hiếp một võ giả thế tục sao? Đích thị là có gia nhân hãm hại Tử Dương Tông ta, cố ý vu oan Tử Dương Tông. Những giám khảo đến từ Tử Dương Tông kia, nhao nhao mở miệng quát lớn. Ánh mắt Giang Trần dò xét một vòng, tập trung ở trên người một giám khảo. Trong nội tâm cười lạnh, trước kia thằng này tới, không kiêng nể gì cả, chỉ đeo mặt nạ, thân hình không cải biến, chỉ sợ cho rằng đoán chừng ta đi giang trần chỉ tay trực tiếp chỉ người nọ chính là hắn thân hình người nọ hơi động một chút quát tiểu tử vụ oan hãm hại ngươi có biết tội danh này nặng bao nhiêu không giang trần cười lạnh không nên cố làm ra vẻ trước kia ngươi đến chỉ sợ không thể tưởng được ta sẽ lộ ra cho nên chỉ tùy ý che mặt thân hình không có cải biến gì như thế nào vừa rồi thời điểm ngươi uy hiếp ta hung hăng càn quấy bá đạo hạng gì lúc này, lại thành rùa đen rút đầu, dám làm không dám chịu sao. Chương 560, Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân một. Người nọ là Đạo Ngôn, cũng chính là người vừa rồi uy hiếp Giang Trần. Hắn đúng như Giang Trần nói, căn bản không nghĩ tới Giang Trần sẽ đột phát kỳ chiêu, thoáng cái liền bị động. Bất quá, hắn lại cao ngạo, lúc này cũng biết, tuyệt đối không thể thừa nhận. Phương Đại Nhân, tiểu tử này ngậm máu phun người, ta thỉnh cầu Phương Đại Nhân ra tay khiển trách, giết kẻ vu oan giám khảo để dân đe, đạo ngôn này, vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Phương đại nhân hử lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi ở nơi nào? Ta ở trong phòng nghỉ ngơi. Đạo ngôn ứng đối vô cùng thong dong Giang Trần cũng biết, nếu như thằng này thề thốt phủ nhận, thật đúng là chưa hẳn làm gì được hắn. Bất quá, Giang Trần cũng không muốn một gậy liền đánh chết hắn, chị không được, buồn nôn hắn cũng tốt. Cười lạnh một tiếng, dám làm không dám chịu, người nhu nhược. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn thông qua quy tắc đến trị tội ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, một người nhu nhược vĩnh viễn không nên đi uy hiếp người khác người nhu nhược uy hiếp là vô lực nhất cũng suy yếu nhất nhớ kỹ tổ ong vỏ vẽ của các ngươi ta chọc định rồi ngươi trở về cùng quách nhân cầu nguyện ở trên lôi đài đừng gặp được ta nói xong giang trần hướng phương đại nhân chắp tay phương đại nhân hán đã muốn phủ nhận ta cũng không có cách nào mời phương đại nhân xử lý a à. phương đại nhân trầm tư một lát không có nhân chứng thứ ba việc này không cách nào quyết đoán dừng ở đây a à. Nói xong, Phương Đại Nhân trầm ngâm một lát, lại quát, ta lập lại lần nữa, nếu có giám khảo một mình tiếp xúc thí sinh, thậm chí uy hiếp thí sinh, một khi bị phát giác, sẽ không dễ dãi như vậy. Nói xong, Phương Đại Nhân phất tay, một đám người chen chúc đi ra. Đan Phi nhìn Giang Trần khí thế rộng rãi, ở trước mặt rất nhiều giám khảo chuyện trò vui vẻ, hào tình vạn trượng, tâm hồn thiếu nữ càng từng khúc quấn quanh, ái mộ không thôi. Đây mới là kỳ nam tử trong lòng Đan Phi nàng, là trượng phu đỉnh thiên lập địa chân chính. Đan Phi ẩn ẩn có một loại cảm giác, chỉ cần có Giang Trần, bất luận kẻ nào, mặc kệ tu vi mạnh yếu, bối phận cao thấp, đều tránh không được trở thành phụ trợ. Người nam nhân này, phảng phất trời sinh là nhân vật chính. Dù hắn điệu thấp, dù hắn không hiển sơn lộ thủy, nhưng luôn luôn có các loại nhân duyên tế hội sẽ đẩy hắn ra, để cho hắn trở thành nhân vật chính. Lần lượt đều là như thế, cho tới bây giờ chưa từng có ngoài ý muốn. Triệt để vạch mặt cùng Tử Dương Tông, tâm tình của Giang Trần ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều trước kia bị cửu hận giấu kín lý trí cũng thanh tỉnh hơn tử dương tông ta tới tham gia tuyển bạt một mục đích trong đó là dẫm nát tất cả thiên tài của tử dương tông dưới chân xem ra đây là số mệnh trong số mệnh ta nhất định cùng tử dương tông thế như nước lửa bất cộng đái thiên đã như vậy vậy thì tới đi cho ta xem xem đến cùng tổ ong vỏ vẽ như tử dương tông có bao nhiêu dọa người cái gọi là thiên tài của tử dương tông kinh diễm đến bao nhiêu tính cách của giang trần là thà bị gãy chứ không chịu cong, ăn mềm không ăn cứng. Tử Dương Tông muốn lấy thế đè người, Giang Trần chỉ có lựa chọn đối kháng đến cùng. Tiểu Phi, ta cùng với Tử Dương Tông triệt để trở mặt, sau này, chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi. Ngươi, không cần phải lo lắng ta, ta tới nơi này, đã làm xong hết thầy chuẩn bị. Đan Phi khoát tay chặn lại, thản nhiên nói. Đêm, đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi. Đan Phi nói xong, đẩy cửa đi vào phòng mình đóng cửa, Đan Phi liền vô lực tựa vào vách, những bình tĩnh kia, những kiên cường kia, đều là nàng giả ra cho Giang Trần xem. Vì chính là không cho Giang Trần cảm thấy nàng vướng víu, không ảnh hưởng đạo tâm của Giang Trần. Chỉ là, ngụy trang như vậy, thật sự rất mệt à, thế nhưng mà, Đan Phi không có lựa chọn khác. Trừ lần đó ra, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ tự vạch Trần thân phận, sau đó không biết xấu hổ cùng Giang Trần chung một chỗ, để cho Giang Trần mất phương hướng trong ôn nhu hương? đây tuyệt đối không phải kết quả đan phi muốn quách nhân ở trong tiểu viện số 1, cũng bị dày vò rất nhiều khi hắn biết đạo ngôn sư thúc du thuyết thất bại hơn nữa thiếu chút nữa bạo lộ thân phận cả người liền triệt để sụi lơ cố gắng cuối cùng toàn bộ ngâm nước nóng không có bất kỳ hiệu quả trong mắt quách nhân đỏ bừng tràn ngập tơ máu bộ dáng dữ tợn hung ác nói chỉ là một hương dã thôn phu thật không ngờ không biết tốt xấu tiểu tử ngươi đây là bức ta sao trong mắt quách nhân bùng lên hung quang hiển nhiên là chủ tính lấy âm mưu cực đoan gì. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên ngực buồn bực, phun ra một ngụ máu tươi, thân thể mềm nhũn, vậy mà ngã xuống. Quách nhân này, tâm ma phát tác, tâm hỏa dâng lên, trực tiếp hỏng mất. Tuy tin tức này bị áp chế, nhưng vẫn bị truyền ra, toàn bộ huyền linh khu thoáng cái điên cuồng. Đối với võ giả ba đại tông môn khác mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt thích nghe ngóng. Đại khoái nhân tâm, khắp trốn mừng vui, bôn tẩu bẩm báo võ giả số một huyền linh khu bị người dọa ra tâm ma, tức giận đến thổ huyết, một khi chuyển đi, không bao lâu, liền chuyển khắp toàn bộ huyền linh khu. Những đệ tử tử Dương Tông tham dự mưu hại Giang Trần kia, nguyên một đám như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cảm giác loại vận mệnh này, đã đánh đến trên đầu mình. Mà đệ tử tử Dương Tông khác không có tham dự việc này, thì kinh ngạc không hiểu, nhao nhao nghe ngóng nội tình. Về phần đệ tử ba đại tông môn khác, cơ hồ đều thuần một sắc nhìn có chút hả hê, thậm chí bỏ đá xuống giếng, Quách nhân kia cho tới nay, hung hăng càn quấy bá đạo, không coi ai ra gì. Coi mình là võ giả số một huyền linh khu, cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu, dưới mắt không ai. Hiện tại như thế nào? Báo ứng đến A, à, bị một thiên tài thế tục dọa ra tâm ma, tức đến phun máu. Đời này hiển nhiên đã phế đi. Thống khoái, thống khoái. Trong tiểu viện số 7, vạn linh tông Lưu Văn Thải nhịn không được muốn nâng ly uống mấy chén. Ngày đó hắn tìm Giang Trần bị cự tuyệt, lại bị quách nhân kia nhục nhã một phen, Lúc ấy Lưu Văn Thải không có cái lộn với Quách Nhân, đó là bởi vì kiêng kỵ thực lực của Quách Nhân. Hôm nay, nghe tin tức tốt này, Lưu Văn Thải tất nhiên là vui mừng, chỉ cảm thấy tham gia tuyển bạt đến nay, thống khoái nhất đúng là hôm nay rồi. Mà võ giả giáp đẳng khác thì việc không liên quan đến mình, nhìn có chút hả hê, đồng thời lại ẩn ẩn có vài phần kiêng kỵ. Bọn hắn kiêng kỵ không phải Quách Nhân, mà là Giang Trần. Thiên tài thế tục thần bí mà bá đạo kia, rốt cuộc là quái thai ở đâu xuất hiện? Đến cùng có bao nhiêu ma lực? vậy mà để cho cường thế như quách nhân, bị dọa ra tâm ma, tức đến phun máu, quách nhân có thể trở thành võ giả số một huyền linh khu, tuyệt không phải là hư danh. Thực lực của hắn, những giáp đẳng võ giả bài danh phía trên kia, không có ai dám nói mình lợi hại hơn quách nhân. mươi 561, quách nhân sụp đổ, giang trần quán quân 2. Như thế xem ra, thiếu đi một quách nhân, lại nhiều hơn một yêu nghiệt thế tục càng thêm thần bí, đáng sợ quán quân của bách chiến khảo hạch huyền linh khu, cuối cùng là khó có thể tranh A. À. Trong tiểu viện số 2 huyền linh khu, truyền ra tiếng thở dài như vậy. Trong vòng một đêm, quách nhân trở thành trò cười cho toàn bộ huyền linh khu, mà tên tuổi của bàn thạch yêu nghiệt cũng triệt để phát hỏa. Nếu như nói trước kia cường thế thắng 45 trận liên tiếp, để cho Giang Trần bị chú mục, như vậy qua đêm nay, hắn đã trở thành đại sơn trong lòng toàn bộ võ giả ở huyền linh khu. Không cách nào vượt qua. Trong vòng một đêm, cơ hồ tất cả giáp đẳng võ giả trong lòng đều bất đắc dĩ cúi đầu. Bởi như vậy, khảo hạch tiếp theo, Giang Trần thế như trẻ tre, cơ hồ tất cả người bị hắn rút chúng, hoặc chủ động đầu hàng, hoặc bày ra yếu thế, bởi vì bọn họ biết, Trang đáng thương, ít nhất có thể bảo trụ không mất mặt, có thể diện xuống đài. Nửa tháng đi qua, trăm trận thắng liên tiếp sinh ra đời, đây là một thành tích vang dội cổ kim, tuyệt đối yêu nghiệt. Thậm chí, cái này cũng chưa tính xong. Đám võ giả khảo hạch đều nhao nhao tụ chung một chỗ, yêu cầu trừ đi danh tự của bàn thạch yêu nghiệt trong danh sách bị khiêu chiến. Bọn hắn không chỉ không muốn bị Giang Trần rút chúng, cũng không muốn rút chúng Giang Trần. Bất kể là khiêu chiến hay bị người khiêu chiến, bọn hắn đều không muốn ở trên lôi đài đối chọi yêu nghiệt kia. Cái liên danh đề nghị này thoạt nhìn rất hoang đường, vậy mà làm cho nhóm giám khảo không dám coi thường. Cuối cùng, trưng cầu ý kiến của tất cả người bị khảo hạch được ra kết quả cuối cùng nhất, thừa nhận bàn thạch yêu nghiệt là quán quân của huyền linh khu điều kiện tiên quyết là hắn rời khỏi danh sách bị khiêu chiến cái biến cố này lại làm cho giang trần bất ngờ hắn thật không ngờ mình lại trở thành một tồn tại khiến mỗi người sợ như sợ cọp bất quá tất cả mọi người đã thừa nhận hắn là quán quân rời khỏi danh sách bị khiêu chiến cũng mừng rỡ thanh nhàn bằng không thì mỗi ngày còn phải xuất hiện ở bách chiến lôi đài tùy thời chờ khiêu chiến đây đối với hắn sớm hoàn thành trăm lần khiêu chiến mà nói đích thật là một loại ước thúc cuối cùng nhất khắp nơi đạt thành nhất trí giang trần được trao tặng danh sưng quán quân huyền linh khu mà tên của hắn đã triệt để ly khai bách chiến lôi đài kết quả này tuyên bố ra tất cả võ giả đều thở dài một hơi nhất là đệ tử từ dương tông càng cảm giác cả người tinh thần phấn chấn tà thần này ly khai danh sách về sau liền không cần lo lắng không cẩn thận rút chúng hắn rồi từ trong danh sách rời đi cũng chẳng khác nào những võ giả khác khiêu chiến cũng sẽ không rút chúng hắn nữa đối với giang trần mà nói hiện tại hắn tạm thời tốt nghiệp, trở thành thân tự do rồi. Không có giang trần, trận đấu ở huyền linh khu mới dần dần đi lên quỹ đạo. Bất quá, biểu diễn kinh bạo đã trở nên thiếu đi. Không còn có hiện tượng một ngày 10 tháng liên tiếp, 20 tháng liên tiếp xuất hiện nữa. Giang Trần thỉnh thoảng cũng sẽ đi bách chiến lôi đài nhìn xem tình hình chiến đấu, chú ý tiểu phi thoáng một phát. Chỉ là, Giang Trần bất đắc dĩ phát hiện, tựa hồ tiểu phi này cố ý giữ một khoảng cách với hắn. Đến lúc trận đấu tiến hành hơn một tháng, Giang Trần phát hiện hành tung của Tiểu Phi càng trở nên phiêu miểu bất định, mỗi lần nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, đều chọn trốn tránh. 3. Tháng khảo hạch, rút cục đã trôi qua. Cuối cùng công bố thành tích, Giang Trần tự nhiên là quán quân. 2 đến 10, cơ hồ đều là giáp đẳng võ giả bài danh phía trên. Ngoại trừ đệ thất danh. Đệ thất danh, rõ ràng là Tiểu Phi. Nói cách khác, huyền linh khu bách chiến khảo hạch, có hai danh ngạch, thình lình bị võ giả thế tục chiếm cứ. Phần thành tích này, làm cho những đệ tử tông môn kia, nguyên một đám tắc tắc kêu kỳ lạ, đã không cam lòng, lại có bất đắc dĩ. Về phần tám võ giả thế tục khác, chiến tích lại rất bình thường, trong đó bốn cái, càng là đứng ở hàng ngũ người tên cuối cùng, bị đánh xuống hoàng linh khu. Mà top 10, sẽ ở chu kỳ sau, tiến vào địa linh khu. Giang Trần trở lại tiểu viện, hưng phấn muốn tìm tiểu phi chúc mừng, lại phát hiện, trong sân vắng vẻ, phòng cũng đã sớm chuyển không. Tiểu phi, vậy mà đã đi ra chỗ ở, Giang Trần ngây ngẩn cả người, đạt được đệ thất danh, thời điểm nên chúc mừng, tiểu phi này lại đi nơi nào? Tìm kiếm bốn phía, cũng đi vách chiến lôi đài thử, lại căn bản không có bóng dáng của tiểu phi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, như trước không có bóng người, Giang Trần ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Tử Dương Tông hạ thủ với tiểu phi? Nghĩ tới đây, đầu óc của Giang Trần ông ông tác hưởng, bước nhanh chạy tới khu giám khảo. Cái gì? Đã đi ra, cả người Giang Trần đều hóa đá, thời điểm hắn tới chỗ phương đại nhân chuẩn bị nhờ phương đại nhân triển khai điều tra lại nhận được một tin tức như vậy phương đại nhân gật gật đầu đúng vậy hôm nay trước khi yết bảng hắn tìm tới ta cũng không có hỏi bài danh của mình chỉ xin ly khai bất diệt linh sơn hắn không nói lý do sao giang trần phiền muộn ẩn ẩn có một loại cảm giác buồn vô cớ không có phương đại nhân cười khổ than nhẹ người này cũng rất kỳ quái ta nói cho hắn biết lần này hắn xếp thứ bảy có thể tiến vào địa linh khu thế nhưng mà hắn lại không thèm để ý phảng phất đối với thứ tự một chút cũng không quan tâm có phải nhận lấy uy hiếp gì hay không giang trần nhịn không được hỏi phương đại nhân hồi tưởng chốc lát lắc đầu nói thoạt nhìn không giống tâm tình của hắn rất bình tĩnh chỉ là quyết tâm ly khai rất lớn thoạt nhìn thực không phải bị người bức hiếp giống như là hiểu thấu đáo chuyện gì đó chủ động yêu cầu ly khai miệng giang trần đắng chát trong lúc nhất thời lại ngây ra như phỗng từ đầu tới đuôi hắn chỉ biết đối phương gọi tiểu phi là nữ nhi giả thành nam nhi nếu không phải đêm hôm đó ngoài ý muốn giang trần sẽ chỉ cảm thấy đáng tiếc bài danh thứ bảy lại ly khai như vậy nhưng mà sau đêm hôm đó trong nội tâm giang trần một mực có áy náy tuy người ta nói là nàng làm phiền hắn hại hắn chúng ám toán một đêm kia là nàng thiếu hắn thế nhưng mà giang trần lại không phải loại người được tiện nghi còn khoe mã mà thôi nàng đã đi rồi đích thị là có ý nghĩ của nàng nếu ngày sau hữu duyên, thì sẽ thân kiến, nếu vô duyên, cái kia cũng không thể tránh được. Trong nội tâm Giang Trần thở dài, tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn cuối cùng không phải người bạc tình bạc nghĩa, một đường trở về, lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lại không biết, trên đường hắn trở về, trong bụi cây bên đường, đứng một thân ảnh thon gầy, một mực nhìn Giang Trần từ chỗ giám khảo trở về tiểu viện. Thân ảnh ấy, thình lình là Đan Phi. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Đan Phi nhẹ nhàng run rẩy cái mũi khe khẽ động, hiển nhiên là khó có thể ức. Ế,